Thật ra mà cái ông sinh năm 66 mà ông đã lên chức ông rồi mà ông chỉ muốn cặp với cô nào thời gian thỉnh thoảng ngủ với nhau một cái thôi, yêu với thương gì. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, Sơn La đâu ạ? Alo ạ. Ừ, tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, anh ơi, em muốn hỏi về cái chuyện tình cảm của em trước đây giữa em với anh ấy ạ. Rồi, làm sao? Dạ, trước đây em có quen một anh ở Hải Dương ạ. Rồi, Sơn La quen Hải Dương, xa phết. Rồi, sao nữa? Dạ, bởi vì cái chuyện tình cảm của em là nó cũng rất đơn giản thôi. Bởi vì anh cũng có gia đình ý anh. Ừ. Thì anh cũng nhiều tuổi rồi, em thì cũng còn ít tuổi thôi. Nhưng vì em quá yêu thương anh ấy. Ừ. Bởi vì là anh nghĩ là tối ngày cứ hay nghĩ lung tung, rồi cứ hay nói xấu em ấy với bao bạn bè em, với bao người khác ấy, về nhà rồi các thứ bạn bè của em, anh ấy cứ hay nhắn tin rồi đi nói xấu em. Anh ấy bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, anh ấy sinh năm 66 ạ, em sinh năm 83 ạ. Thế thì anh ấy 66 chắc là lên chức ông rồi ấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, thế bạn đã có gia đình chưa? Dạ, tớ cũng có gia đình rồi nhưng mà tớ chia tay rồi ạ. À rồi, ấy là ấy có gia đình rồi nhưng ấy chia tay rồi đúng không? Dạ, vâng, anh ấy thế, vẫn còn vợ con ạ. Rồi, thế còn anh ta thì không chia tay đúng không? Mà đang yêu nhau như thế mà anh ta lại cứ nói xấu mình với gia đình mình và bạn bè mình. Đúng rồi, ông rồi. Cứ nhắn tin đi nói xấu thế này thế kia, kiểu như sống là cứ không tin tưởng nhau ý. Rồi, thế bây giờ mong muốn điều gì? Dạ. Mong muốn anh ta nói tốt đẹp về mình với tất cả mọi người thôi à? Không được nói dạ, xấu không nữa. Dạ phải, bởi vì mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà yêu nhau mình phải tin tưởng nhau, sao cứ nghe người ngoài nói một hai chuyện khác xong lại cứ đi bê xấu người mình yêu thương mà thế anh tay đặt chân gối với nhau thì mình không biết tại sao nguyên nhân lại thế được anh nhỉ? Rồi thế thì yêu nhau thì có xác định là sẽ anh ta sẽ bỏ vợ để lấy mình không? Dạ bởi vì anh cũng lên trên nhà em ra mắt rồi ạ. Ra mắt làm gì? Ra mắt một anh chàng đã có gia đình chưa bỏ vợ, ra mắt bên nhà người yêu. Dạ vâng, anh vẫn bảo là anh chấp nhận lấy em. Còn vợ anh vẫn là vợ anh vẫn đi là cả hai nỗi. Bởi vì em cũng chấp nhận, em cũng bảo là anh thương em thế nào anh vẫn phải thương vợ anh như vậy. Ồ, bạn có học cái luật hôn nhân và gia đình không? Không, bởi vì cũng nghĩ hay là cái vùng trên Sơn La ấy, bạn là người dân tộc à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dân tộc gì đấy? Dạ, Thái mình là dân tộc Mường ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Anh ấy còn ở dưới Hải Dương hay anh ấy ở trên nhà em? Dạ anh ấy về 3 hôm nay rồi ạ. Anh về với vợ anh ấy rồi đúng không? Thế trước là anh ấy lên trên Sơn La, anh ấy làm việc đúng không? Rồi mình quen anh ấy. Rồi nảy sinh tình cảm. Trước đây tớ và anh ấy quen nhau trên mạng ạ. Ủa thế cả? Một anh sinh năm 66. Gặp nhau ở với nhau, vâng ạ. Rồi, sau đấy thì anh ấy hẹn hò, sau đấy thì anh ấy bỏ Hải Dương, anh ấy lên trên nhà mình, anh ấy ở với mình. Dạ không, tớ đi làm ăn với nhau từ Quảng Ninh xong lại ra Hưng Yên ạ. À. Thì trong khoảng thời gian là ở với nhau thì tớ chấp nhận, thì tớ cũng có đứa con rồi nhưng mà tớ lại muốn thì tớ có đứa con, xong ông ấy lại không nói với tớ. Trong khoảng thời gian ông cứ nhắn tin với bạn bè của tớ bảo là tớ đi phá cái thai đi, trong khoảng thời gian là cái thai đã đi 5 tháng rồi. Tức là cái hồi mà mình quen anh ấy là ấy đang có thai, là thai với chồng cũ hay là thai với anh ấy? Không, thai với ông ấy, bởi vì chưa bao giờ rời xa nhau một bước ở với ông. Nhưng ông lấy cái lý do, ông cứ bảo là có một cái thời gian khoảng, cái thời gian cách ly ông không lên được ấy. Ừ. Thì ông lại nghĩ tớ đi gặp người khác thế này thế kia, ông cứ nhắn tin với con bạn thân của tớ bảo là tớ phải đi bỏ cái thai ngay. Rồi, em là người thực ra thì mình cũng còn không trẻ lắm, nhưng có lẽ là mình cũng ít va vấp cuộc sống. Mình lớn lên dạ, một cái là mình lấy chồng xong mình sinh con, xong mình cứ nghĩ thế nào mình làm thế thôi, mà mình cũng không hiểu biết đàn ông. Thật ra mà cái ông sinh năm 66 mà ông đã lên chức ông rồi mà ông chỉ muốn cặp với cô nào thời gian thỉnh thoảng ngủ với nhau một cái thôi, yêu với thương gì. Thế cho nên là, và cô ông không muốn là dây dưa phức tạp, tự nhiên mình có thai ra đấy rồi biết đâu mình lại ăn vạ. Ông còn lo rằng là mình lại biết các bùa ngải gì đấy này, chài mồi gì ông ấy, rồi phá vỡ hạnh phúc nhà ông ấy. Ông ấy chỉ là một anh chàng ăn vụng thôi, còn ông vẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình nhà ông ấy. Cho nên là khi một cô bồ mà có thai là ông sợ lắm, cho nên ông ấy xui là phá thai đi. Ông ấy lấy lý do là đã chắc gì là thai của ông ấy, chắc dịp Covid này ông không lên được, chắc là ngủ với người khác. Tức ra là ông ấy không muốn có những cái gì gắn bó lâu dài, và cũng không muốn là có trách nhiệm, mà cũng không muốn có dây dưa con với cái ra phiền lắm. Không có thì thôi, chứ đàn ông mà đã có đứa con không thể không đi lại, mà đi lại rồi vợ mà nó biết hoặc là con nó biết rồi thì cũng không hay.
Chưa nói đến vấn đề vi phạm pháp luật chung sống với một người mà đang có vợ mà mình lại bảo là anh yêu em thế nào thì vẫn phải yêu vợ anh như thế, tức là mình em sẵn sàng mình chấp nhận vợ hai dù là dân tộc gì thì cũng chả thế được, chúng ta đang sống theo pháp luật nhá. Thế thì mình phải biết mình là ai. Thật ra này, ông sinh năm 66 hay ông sinh năm 62 hay là ông sinh năm 70 gặp em cũng không có nghĩa rằng là người ta cứ yêu thương mình đâu. Có thể thích mình, quý mình rồi cũng muốn cặp. Thế thì mình đừng có đặt hết cái niềm tin trông đợi gì. Nó không có cái gì, mối quan hệ này nó bấp bênh kinh khủng luôn ấy. Đã xa nhau thì chớ, ông thì chẳng bỏ vợ, hoàn cảnh thì chẳng giống nhau, mà ông cũng chả mang lại cho mình cái gì. Chả phải bảo là thôi, ngoài ra thỉnh thoảng để gặp nhau ông đỡ buồn, xong rồi ông cũng hỗ trợ, ông ấy lo lắng, ông chăm sóc cho mẹ con thế này thế khác đã đành, đây thì được cái gì đâu. Thế thì một, xác định là mình mới sinh năm 83, mình có muốn lấy chồng nữa hay không. Nếu lấy chồng nữa thì phải tìm kiếm nơi tử tế đàng hoàng, chứ mà lấy mà yêu nó có hơn thì hơn dăm ba tuổi thôi, chứ đừng có lấy một cái ông bằng tuổi bố mình mà ông lại đang có vợ vớ vẩn rồi, mà vợ ông ở dưới Hải Dương mà ông biết mà nó tổ chức một chuyến xe nó lên đánh ghen cho thì cũng chết. Lúc ấy không có pháp luật nào, chả có cái xã hội nào bênh vực một cái người mà như mình là trường hợp là phá vỡ hạnh phúc nhà khác đấy nha. Thế còn thì nếu như chỉ cần có một người đàn ông gọi là cặp cho nó vui, và mình thì cùng một lúc duy trì vài ông chẳng hạn, thế thì đừng có quá trông đợi vào cái mối quan hệ này. Đây không phải mối quan hệ để mà em có thể trông đợi hay là hy vọng gì dài lâu. Một bữa nào đấy ông lấy lý do là anh đang bị hút, đang bị tiểu đường, đợt này đang mỡ máu, anh lại mắc chứng nọ anh kia cho nên anh không lên được nữa, anh phải ở nhà, vợ anh nó còn chăm anh, uống thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông, thuốc tây, là ông ấy biến mất. Thế là thôi, mình cũng chả biết ông ở đâu, trắng tay đúng không? Mà chả nhẽ đi tìm để tìm chồng người khác à, đúng không? Cho nên là mối quan hệ này không có cái gì để mà bạn phải tiếc, phải nuối, phải trông đợi. Thôi thì cái tình cảm nó gặp gỡ nhau đi làm rồi nó va, nó đập một bên thì thiếu bạn gái, một bên thì cần bạn trai, rồi nó va vào nhau, đã chót tha lôi nhau từ Quảng Ninh về đến Hưng Yên. Thôi thì chuyện nó đã qua rồi, nhưng không thể tiếp tục cái mối quan hệ này được. Để mình còn có đời, mình còn dài dai còn nhiều, tội gì mình phải vướng với ông già vướng vẩn làm gì cho nó. Đã không có tiền, không có chăm lo, thiếu trách nhiệm, có thai bắt phá, xong rồi còn tính chỉ như đàn bà, nhắn tin rồi đi nói xấu người yêu, thế thì yếu làm gì nhá. Tìm người tử tế, anh chàng nào sinh năm 83, 84, 85, 86 gì đấy mà gần gũi mà anh ta không có vợ, hoặc là có vợ rồi nhưng mà ly hôn đi gì, trước hết là phải đúng pháp luật đã, thứ hai là nó cũng ngang bằng phải lứa với nhau. Chứ đây một ông khỏe thế thì khỏe, chứ nhớ là sinh năm 66, năm nay ông 54, 55 cũng là một ông suýt già rồi nhá. Chẳng qua là vì mình còn trẻ thì có khi còn gặp được, thì chứ ở nhà khi là cả tháng chả ngủ với vợ một lần đâu. Rồi, bạn đã nghe rõ chưa? Sáng suốt lựa chọn nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào chị. Thà là tôi có đứa con gái hôm nay nó mới 23 tuổi. Rồi, con gái 23 tuổi. Vâng, mà chồng nó thì kiểu là ngày xưa nó cũng hỏi, nó cũng là bình thường, nhưng giờ nó thấy nó không bình thường. Rồi. Nó nọ lúc kia, nhưng mà sao nó thì nó cũng muốn đòi ly hôn. Rồi. Tại con gái là tôi thì mình bảo nó thương con, nó không muốn ly hôn. Rồi. Ai đòi đi hôn, con gái chị hay là chàng con rể? Con rể. Làm sao mà cậu ta muốn ly hôn con gái chị? Lý do thì là hai vợ chồng nhà nó có cái thửa đất. Nó lại cũng muốn ly hôn để nó chia đôi cái chỗ đi ra. Nếu mà cứ sống chung với nhau thì mình muốn đi. Thì là vợ nó không muốn bán, vợ nó muốn về để ở. Thế làm sao mà chúng nó mới 23, 24 tuổi mà đã mua được đất rồi cả? Giỏi thế. Rất hai bên bố mẹ cho mà. À, tức là hai bên bố mẹ cho một chút tiền. Hai bên bố mẹ cho. Thế trong là đứng tên là ra đứng tên là đứng tên hai đứa đúng không? Thế bây giờ là chắc là chồng muốn bán để đầu tư vào đâu đó đúng không? Vợ thì không đồng ý. Nếu mà nó đầu tư nó làm ăn, nó biết tính toán làm ăn thì không nói làm gì. Lần này nó cũng đã tính toán làm ăn rồi, nhưng mà cái tài nó thua lỗ. Đầu tư vào lô đề thì thua lỗ là phải.
Có hẳn đấy cả. Luật lệ luật hè thì không biết, nhưng mà nhìn thấy cái cách làm ăn là cứ âm đi, mỗi năm âm đi một ít. Rồi, đất thì là có rồi, có nhà chưa? Nếu mà có nhà vừa vừa mà. Rồi, thế thì nếu mà bán đi thì hai vợ chồng đi đâu ở? Hay là về nội ở? Nó lại không tính từ vợ cho có phải nợ ở đâu. Mà nó chỉ tính là nó bán đi nó về thằng nội nhà nó còn ít đất là nó bán nốt lên với cho mẹ nó ở thôi. Thế vợ mẹ con nó thì muốn ở đâu thì không cần biết. Ồ thế à, tức là nếu mà có đồng ý bán mà không bỏ nhau thì cũng không cần xác định cả gia đình sẽ đi đâu ở đúng không? Không, ý là nó cũng không xác định vợ con ở đâu mà nó chỉ cần là nó bán đất về xây nhà nó đón mẹ nó ở chung với nó vậy thôi. Nó cũng mời mọi người anh em đến họp để nó trình bày như vậy đấy. Rồi. Ừ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, chào chị. Cháu gái có mấy con rồi chị? Cháu mới có một này. Một ạ, 23 tuổi, con cháu nó lớn chưa? Cháu được 3 năm. Ôi dồi, vâng, lấy chồng 20 tuổi, con 3 tuổi. Ở nhà ông bà ngoại có gần không, có hỗ trợ chúng nó cái gì không? Có gần nhưng mà con toàn thì hỗ trợ hết cả đấy, tạo điều kiện cho vợ chồng nên làm ăn thì tạo điều kiện hết cho con trong cái để làm ăn thì... Vâng. Vậy nhưng mà tức là hiện nay thì cả hai vợ chồng đều không nghề nghiệp và chỉ cứ đi đầu tư với để buôn bán kinh doanh đúng không, mà cứ hay bị thua lỗ. Nghề nghiệp thì ở quê thì nó có cái nghề đấy, nó cũng làm ăn đấy, nhưng mà nó tính nó cũng không ra. Nó bảo nó dạ con này là hễ mà không đồng ý ly hôn thì nó ly hôn đơn phương. Mảnh đất dạ. Bao nhiêu trăm mét hay là nó tiền tỷ bao nhiêu, khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng thì cũng được tiền tỷ đấy anh. Vâng. Và cái đất là do ngày xưa bên nội bên ngoại mỗi bên gom một ít, kể cả nhà mình cũng cho con gái một ít để các cháu nó mua được đúng không? Sau đấy thì có làm nhà trên cái mảnh đất hay không? Có làm nhà. Rồi, thì... tức là đất có này và nhà cũng đang có ở trên cái mảnh đất đó. Và có bán thì được tỷ, chia đôi thì lúc ấy phải chia làm 3, làm 4 chứ. Còn con cơ mà, có phải chia đôi thì hai mẹ con một nửa. Còn bố nó gấp được vài trăm bạc, bõ bèn gì lại ba ngáp, lại hết ngay mà rồi lại thành đứng đường ấy mà. Cái đầu óc mà nó không tin, kinh doanh không phải dễ đâu. Không phải là cứ có, nếu người ta có đầu óc, thậm chí người ta vay ngân hàng, người ta cũng có làm ra tiền. Còn cái người mà bán nhà đi để mà... ly dị vợ để mà được bán nhà xong rồi lấy cái tí tiền để mà kinh doanh thì chắc rồi đúng là được 3 bữa là hết đi thôi. Cái người tính quẩn thì tôi tin là như thế. Bây giờ thế này, sổ đỏ thì có chưa? Có ạ. Mang tên cả hai vợ chồng đúng không? Vâng. Ai cầm sổ đỏ ấy? Sổ đỏ thì lại còn đang cắm ngân hàng để vay lấy cái tiền làm nhà đấy. Rồi. Nó tính mỗi lần nó bán đi thì nó lấy cái tiền để giá ngân hàng đi, còn lại là chưa đôi đấy. Giá ngân hàng có nhiều không? Còn nợ nhiều không mà cắm cả cái sổ đỏ? Cũng là 4-500. Wow, tức là cũng chưa trả được đồng nào từ 4-500 đúng không? Vâng. Nếu bây giờ bán thì được độ hơn 1 tỷ, trả 4-500 xong còn lại cưa ra làm 3, vợ một phần, con một phần, chồng một phần nhé. Thằng bé nó phải có phần của nó chứ. Được đúng 2-300. Mọi người phải phân tích đi cho cậu ấy, chỉ rõ rằng là mày làm ăn gì ở cái 2, cái 3, cái trăm bạc ấy. Đấy bây giờ đất cát ở đây cứ giả sử bán được 1,2 triệu đi, hay 1,1 triệu đi, à tỷ 1 đi, trừ đi 4-500 nó vay ngân hàng rồi, còn lại phần này phần này. Thế mà có chia thì cũng không thể chia đôi chồng với đấy được. Bây giờ con nữa rồi và cũng còn rất là nhiều những cái khoản với chi phí khác nữa. Nói chứ bán xong rồi chẳng may ốm một trận thì cuối cùng đất không còn, nhà không còn rồi, cũng vèo hết thôi. Bây giờ là cái chỗ mà làm ăn sinh nhai, tuổi thì còn rất là trẻ, nghĩ cách khác đi. Trước khi làm ông chủ thì đi làm thuê đi. Nhiều người mới 22, 23 người ta đi làm công ty đấy. Thôi chịu khó vất vả, tháng được 9-10 triệu, hai vợ chồng mỗi người 9-10 triệu là cũng được gần 20 triệu. Mình ăn uống tần tiện mình vẫn tích góp được, người ta quay đi còn lại người ta cũng vẫn có thể mua sắm cái nọ cái kia. Mình đã không có đầu óc, không có làm ăn, đã làm vài lần rồi mà nó đã thua lỗ thì cũng phải biết rồi. Người lớn bây giờ đừng có nói là không được. Thế bây giờ cháu tính hay là con tính đi, được phần lấy tiền chia ra, con định đầu tư cái gì, có được không? Bao nếu mà lại có được 200 mà đầu tư mà để nó lại thành ông nội ông nọ thì cả thế giới người ta đầu tư hết rồi chứ chả đến lượt con đấy. Thế là... Vâng, thì là anh em cũng bàn đấy, anh em họ hàng cũng bàn cho, cũng nói phân tích cho nó vậy đấy. Thì là lúc đấy thì nó đồng ý nó nghe vậy, nhưng mà lúc xong rồi thì 1-2 hôm sau nó lại cứ vận hại với vợ nó vậy cơ. Thôi thứ nhất này bảo vợ là cứ phải kiên định kiên trì,
Ờ, đây là cái cậu thanh niên mới lớn, chưa suy nghĩ, chưa trưởng thành, cho nên với cái đoạn là chỉ muốn có tiền để đi bỏ vợ, để lấy tiền với bán đất để mà lấy tiền để mà làm ông chủ thì rất là dở hơi. Cho nên là mình là người lớn, mình là mẹ vợ, mình cũng không nên có nhảy vào rồi cậu lại tự ái. Nhưng mà mình chia sẻ với con gái, thứ nhất là cái sổ đỏ để ở ngân hàng không dễ gì mà lấy ra được. Đó, còn nợ ngân hàng ta quản đấy, tôi rất là mong đó. Sợ nhất là cậu cầm rồi cậu đi cậu đặt rồi cậu vay của ngân hàng, nhưng mà bây giờ là đang có vay và ngân hàng cầm rồi giữ sổ đỏ. Cái thứ hai nữa là cậu không thể đơn phương bán đất được, bây giờ không ai ta mua cái đất mà một người vợ kiên quyết không chịu bán, bởi vì người ta coi rằng như đấy là đất tranh chấp, không ai ta mua cái đất tranh chấp làm gì cả, cho nên chồng cũng không tự bán được. Cho nên vợ thứ nhất là yên tâm là sổ đỏ thì đang ở ngân hàng giữ hộ, thứ hai là kể cả có lấy được về mà vợ kiên quyết không đồng ý bán đất thì cậu cũng không thể bán được. Nó để cứ bảo với vợ nó về này là không đồng ý mà ly hôn đấy, thì nó sẽ lớn hơn đơn phương, thì lên tòa họ sẽ giải quyết ở chia đôi. Chả dễ đâu, gấm cậu Thì hiểu biết pháp luật nó kém nó thế. Đúng là có tình trạng là ly hôn đơn phương, ví dụ người chồng bạo lực với người vợ, đánh đập lên bờ xuống ruộng, người vợ cực kỳ khổ sở muốn ly hôn nhưng người chồng kiên quyết không ly hôn, cho rằng mày sống phải ở nhà tao và chết thì làm ma nhà tao, hành hạ ngược đãi, thì lúc đấy người vợ có quyền làm đơn và người ta căn cứ vào cái thực tế cuộc sống vợ chồng ấy, người ta thấy rằng cuộc hôn nhân này để càng lâu thì càng ảnh hưởng tới hạnh phúc của người phụ nữ cũng như là quyền lợi của đứa bé, người ta cho ly hôn đơn phương, chứ không phải cứ thích ai đưa đơn xong là xoẹt gái người ta làm, thế thì xin ra tòa án với xin ra chính quyền làm gì, cậu không làm được đơn phương đâu ạ. Nhá, cho nên nhớ là đất thì phải giữ cho chặt, không đồng ý bán. Thứ hai là mình cứ kiên định không ly hôn. Cậu mới le ve trai mới lớn giờ làm ăn không chịu làm ăn, chỉ thích làm ông chủ mà ngồi ở nhà người lớn phân tích cho thì gật gù, nhưng mà ra ngoài đường lại thấy đứa này đứa khác nó làm giám đốc rồi nó làm chủ nọ chủ kia, lại muốn về là tặng có vài trăm này, có vài trăm mà làm được ông chủ thì hãy nhớ người ta làm ông chủ hết cả rồi nhé. Rồi chị đã nghe rõ rồi chứ, xin chào chị nhé, chị hãy phân tích cho con gái mình hiểu vấn đề hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Dạ đây ạ. Rồi, rồi chị trình bày câu hỏi đi ạ. Vâng ạ, xin chào các bác tất cả trong và bác binh đoàn nhá. Dạ vâng. Có đứa cháu năm nay nó đang học lớp 9. Vâng. Nhưng mà nửa độ khoảng nửa sang của cái kỳ 2 này. Vâng. Nghĩa là nó thay đổi hoàn toàn. Rồi. Nó không, vâng, học hành nó chỉ còn độ khoảng 3 phần so với trước thôi các bác ạ. Dạ vâng. Nhưng mà nó thì nặng độ tầm gần 70 cân. Rồi to cao thế gì đó. Vâng. Cái chim nó chỉ tụt lại, nó chỉ bằng cái đứa lên 6 lên 7 thôi. Rồi. Nhưng mà nó cứ, vâng. Chị là mẹ hay là bà đấy? À vâng, tôi là bà mà. Bà đi kiểm tra chim cháu à? Không phải, vì cháu nó từ lúc bé nó ở với tôi. Dạ vâng. Mẹ nó thì bỏ nhau mà. Rồi. Tôi nuôi chị em nó, tôi nói thế là các bác thông cảm nhá. Dạ vâng. Thế thì nó bây giờ tự nhiên nó cứ đổi tính đổi nết lắm. Nó cứ ăn mặc những cái suốt ngày nó mà soi gương đánh phấn mà ra trường. Thế là cô giáo thấy cái hiện tượng như thế thì là tôi cũng lo là không biết là cháu nó sao sao. Tất cả những cái mà cái hành động của nó về nó cứ... Nó thay đổi nhiều lắm các bác ạ. Dạ vâng. Nó cãi rồi nó nói những câu nó theo tính chất của đàn bà bác ạ. Dạ vâng. Thế thì tôi cũng vì là bà nội của cháu, bố mẹ nó bỏ nhau, tôi cũng thấy xót xa, tôi lo lắng là vì không biết là cháu nó là sao mà bây giờ nó thay đổi nhiều lắm, nó cứ thích dùng các đồ của con gái, một cái gai nữa là cái chim của nó bé tí tí tí. Bé như thế nào? Bé bằng cái gì? Nó chỉ bằng cái đứa độ khoảng 7 tuổi thôi. Mà năm nay nó 14 rồi, bác ạ. Thế rồi. Thì, vâng, tôi cũng không biết là biết nói câu gì. Tôi chỉ biết hỏi chương trình là nhộ tương lai của cháu ra sao và cái giải quyết cái hậu quả của cháu thế nào. Rồi. Thôi các bác ạ. Rồi, thế là bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy? Tôi năm nay 70 ạ. Rồi. Thế ngày xưa bà nuôi bố nó thì bố nó có thay đổi như thế không? Không ạ. Bây giờ thì là... Vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bác nhá. Vâng ạ. Vâng, chào chị, chào chị. Chị ơi, giờ bố cháu nó đi đâu rồi? Dạ, nói thật với bác là bố cháu nó nghiện ngập. Thế là con mẹ nó bỏ. Vâng. Hai đứa chị em nó là tôi nuôi từ đứa 10 tháng, đứa 35. Tức là bỏ đi đâu đó thôi đúng không ạ? Vâng, cháu chị... nó ở trong miền Nam. Vâng. Ở trong miền Nam, còn mẹ nó thì đi theo người ta ở trên Lạng Sơn. Giờ nó đẻ với người ta đứa con nó rồi nên nó bỏ rơi luôn cả hai đứa tôi phải nuôi. Vâng, ạ. Vâng, tôi biết rồi ạ. Nghe qua thì tình hình của cháu đúng là cũng hơi có vấn đề đặc biệt.
Đáng lẽ bình thường con trai bước vào năm nay là lớp 9, 14 tuổi mà lại cao lớn như thế này, tức là cháu có thể phải dậy thì rồi. Mà dậy thì ở con trai thì chắc chắn nó phải có những cái biểu hiện. Thứ nhất là cơ thể phát triển vạm vỡ cao to như trường hợp của cháu là ok rồi. Thứ hai nữa là cái bộ phận sinh dục nó cũng sẽ phát triển. Bình thường thì trước lúc 10 tuổi, 11 tuổi nó cứ thể còn nhỏ nhỏ thế, nhưng mà sang đến 12, 13, 14 là các cháu lớn, bộ phận sinh dục cũng phát triển theo, đặc biệt là nó phải phát triển theo hướng nam tính. Ví dụ giọng nó khàn khàn vị đực này, trước thì nó the thé, nay nó ồm ồm lên này, miệng nó phải có lún phún tí râu tí ria trông xanh xanh mờ mờ này, mặt mũi phải có tí trứng cá trứng kiếc, gọi là cái mầm tình này. Thế và trông nó thích vận động khỏe mạnh này, rồi chúng ta nhận ra ngay là một con gà trống choai, đúng không ạ? Nhưng mà cháu thì bắt đầu bước vào tuổi dậy thì hiện nay nó lại phát triển theo hướng sang một cái hướng khác. Nào là thích ăn mặc đồ phụ nữ này, rồi thích trang điểm, rồi ăn nói chua ngoa như là chị nói, đúng không ạ? Nói gì đấy như kiểu đàn bà. Đặc biệt là sinh dục thì không hề phát triển được một tí nào. Thế thì cháu có thể nó nằm ở trong mấy hướng. Thứ nhất là cái hướng là người chuyển giới, tức là thật ra nó là một cái đứa con gái nhưng mà nó sinh ra trong cái vỏ bọc thằng con trai, nhưng mà thật ra trong hồn nó là con gái. Các cụ ngày xưa cứ bảo là ái nam ái nữ ấy, từ nửa nọ nửa kia ấy, đúng không? Một cái dạng thứ hai là có thể cháu nó là người đồng tính, nó là con trai, thế nhưng mà ở trong nó thì mang cái yếu tố nữ tính rất là nhiều. Bởi vì thật ra cái này không phải do giáo dục, cũng chẳng phải do là bố mẹ bỏ nhau gì đâu, mà nó là cái sự phát triển ở trong cơ thể, nó vấn đề sinh học. Cái này ấy, thật ra thì nói ở đây nó rất là dài và bản thân chị cũng sẽ không làm được. Để kết luận cháu thực sự nó là cái gì, phải đi kiểm tra và khám. Tới bệnh viện, thứ nhất là khám về hormone, khám bộ phận sinh dục, khám về tổng thể, thậm chí đến cả xét nghiệm về gen, xem XCI của nó ra làm sao, rồi khám cả về yếu tố tâm lý, xem nó đang phát triển theo hướng gì, trò chuyện thật kỹ với cháu, người ta có những cái phiếu đánh giá để xác định xem là cháu nó là cái thằng đồng cô hay là người đồng tính, vân vân. Thế thì từ đó thì mình mới có cái hỗ trợ được. Trường hợp của cháu thì thật ra thì gọi là nguy hiểm thì nó không nguy hiểm chết người, nhưng mà đúng là nó có ảnh hưởng đến tương lai. Nếu như bây giờ đáng lẽ thay vì nó phát triển theo hướng nó sẽ thích khỏe khoắn, rồi nó muốn rắn giỏi theo kiểu phát triển theo đàn ông, thì nó lại cứ phát triển theo cái hướng phụ nữ thế này, rồi tới lúc lại thích mặc váy, là thích để tóc dài, rồi lại thích đi ve dai ấy. Thích đi tán bạn trai ấy. Thì rồi thì lúc ấy sẽ còn nhiều những chuyện mà làm cho ông bà, vì mình có tuổi rồi mà mình sẽ thấy mệt mỏi. Thế cho nên là bây giờ thì chẳng biết là bố mẹ nó thì tan tác như thế, còn có ai có thể hỗ trợ được không, bằng cách là đưa cháu đi kiểm tra, đưa cháu đi khám nhá. Thứ nhất là khám về cơ thể, thứ hai là khám về tâm lý để kết luận, để xác định. Thế còn thì khám trong bác sĩ người ta đã xác định là ôi cháu nó là người chuyển giới, trông nó thế tưởng là con trai nhưng thật ra nó là con gái đấy, nó đồng cô đấy, bây giờ cần phải 1,5 tỷ sang Thái Lan để là phẫu thuật chuyển giới để trở thành con gái chẳng hạn, thì lúc ấy tùy cơ ứng biến nhá. Rồi bác đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ ạ? Xin chào bác nhé. Cảm ơn bác đã thường xuyên theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu và gọi cho chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo, Hưng Yên đâu ạ? Dạ vâng, em chào anh Thế Văn ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ thưa, hai vợ chồng em lấy nhau được gần 2 năm ạ. Rồi nói chung là bình thường cái ấy đều do em làm hết. Cái ấy là cái gì? Nói chung là tài chính kinh tế toàn bộ. Rồi tóm lại là mình gánh vác hết công việc, mình là chồng đúng không? Vâng. Rồi thì làm sao? Với lại đợt cưới thì mẹ vợ cũng cho một ít vàng và khoảng 5 tỷ. Rồi. Cả họ ấy. Rồi. Thì 5 tỷ xong em cũng từ Tết đến giờ ấy là em cũng có thêm đánh lô nữa. Tại vì đánh lô của em là đánh lô
kiểu nuôi ấy, thì chắc chắn là nó ăn đấy. Giỏi thế à? Thế chủ đề là chết hết à? Vâng ạ. Thế là em cũng biết là cái chỗ đấy gửi vàng cưới thì gửi ở chỗ đấy. Rồi. Thế rồi xong em cũng cố tình em mua một ít vàng. Rồi. Bảo vợ gửi vào cái chỗ đấy. Rồi, cho nó công bằng đúng không? À, tức là nhà ngoại thì cũng có 5 chỉ, thì mình cũng phải có 5 chỉ góp vào đấy cho nó gọi là đủ một cây đúng không? Không ạ. À. Ý của em là từ trước đến giờ ấy là bao nhiêu những cái sự cố rồi mà cô ấy không đụng đến cái số vàng ấy để góp vào với gia đình. Mà trong khi đó chỉ có một mình em ấy thôi. À, tức là 5 chỉ cô ấy vẫn giữ nguyên. Vâng. Rồi. Vâng. Thì đấy là của hồi môn người là... ta, người ta phải giữ chứ, đúng không? Vâng. Với lại, nói chung từ trước đến giờ ấy là cô ấy rất chi là sợ mẹ, mẹ vợ. Đây, thế thì lấy nhau được bao mấy tháng rồi? Dạ, được gần 2 năm, hơn 1 năm rưỡi. Có con chưa? Dạ, có con rồi. Con bây giờ được 13 tháng. Rồi. Thế bây giờ mâu thuẫn là vì vấn đề kinh tế à? Hay là thế nào? Thì nói chung là từ Tết đến giờ ấy, thì em cũng không phải là miệng ngập gì, nhưng mà đại loại là em cũng đẩy vào, thế là cũng đưa toàn bộ cho cô ấy hết, thì tiền cũng được khá nhiều, tính ra cũng phải được hơn 100 ấy. Rồi. Nói chung từ rồi xong lần này là em có thua, nhưng rồi. Mà kiện tranh cơ cung thủ này thì em dùng bảo là lấy về lấy toàn bộ thôi. Cái chỗ thôi tôi hiểu vấn đề, tức là tóm lại đây là chương trình phát sóng trên đài, đâm ra bạn đừng có ca ngợi cái chuyện bạn đánh lôi đánh đề chúng, đâm ra là nếu thế thì... Không, thì em nói là thế là bắt đầu là động, thế là bắt đầu là bây giờ thua gì đến tai mẹ vợ rồi, xong là mới hỏi vợ, thế là vợ khai ra rồi. Tại vì trước đến giờ ấy là em cũng dặn vợ là bất cứ cái gì những cái vấn đề đấy thì không kể cho ai biết, chỉ có hai vợ chồng biết thôi. Rồi, tức là tóm lại cờ bạc là không được kể cho ông bà nội ông bà ngoại biết đúng không? Vâng, bạn ở thành phố Hưng Yên à? Vâng, à không, em ở huyện. Huyện gì đấy? Khói Châu ạ. À, Khói Châu. Khói Châu thì đáng lẽ phải làm việc khác, bao nhiêu nghề truyền thống đấy. À thì em vẫn đang làm, nhưng mà em kiểu chơi vui thêm nữa cơ. Rồi, chơi vui thắng hẳn trăm thôi, lại thua hẳn trăm. Thế rồi xong là em cũng có bực mình lên, rồi em chửi cô ấy, và xong là nói em cũng tát cô ấy cái, thế là bắt đầu là cô ấy gọi họ hàng tới, rồi xong làm sùm lên, thế rồi xong là cô ấy bế con về ngoại. Rồi, vâng ạ. Bây giờ làm sao? Thế là hôm qua đây em có gọi điện lên á, thì bà ngoại bà ấy nói chung là muốn ấy hết, ví dụ như bình thường gọi cho ai đến ấy, toàn bộ phải qua mẹ vợ hết. Đấy, mà cô ấy thì rất chi là muốn về, nhưng mà mẹ vợ không cho, mẹ không cho, đúng không? Mẹ vợ không cho. Rồi. Thế là em cũng tính bảo thôi thì với lại lần đầu tiên em thấy vợ cãi lại mẹ vợ. Ví dụ như bình thường em đang nói chuyện với vợ, thế là mẹ bảo là không về đây. Thế là lần đầu tiên em nghe thấy vợ bảo giống như cãi lại mẹ. Mẹ như thế nào kìa? Lần đầu tiên em nghe thấy. Thế là nghe qua điện thoại đúng không? Rồi, nghe qua điện thoại, em đang nói chuyện với vợ mà. Thế là lần đầu tiên em nghe thấy, có nghĩa em cũng cảm thấy nó không phải là chia rẽ đâu, nhưng mà em thấy nó mừng, nó vui. Ôi, câu chuyện thế này thì dài lắm, kể đến đêm không hết, nói nhanh lên. Chung quy lại là bây giờ em phải làm sao để cho gia đình. Hai nhà có xa nhau không? 200 mấy cây, 250. Cô ấy tận đâu? Cô ấy tận Yên Bái. Sao mà lấy vợ xa thế? Cái duyên cái số nó vô ở nhau anh ạ. Rồi, thế mà lại để cho hai mẹ con chạy về tận quê mà. Đáng là lúc người ta trách vali đi thì phải rằng lại chứ. Không ạ, bởi vì lúc đấy là hai vợ chồng cãi nhau, thì em cũng muốn ra ngoài để cho không khí nó giảm bớt đi ấy. Rồi, mà anh, thì cô ấy lại thôi. Đấy lúc em ra ngoài. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Dạ. Hai mấy tuổi rồi? Dạ, em 30 ạ. À, em 30. Tóm lại, anh tóm tắt câu chuyện của em thế này nhé. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, mình ở Hưng Yên, mình lấy một cô vợ Yên Bái, lấy nhau 3 năm có con gần 3 tuổi, đúng không? Gần 1 tuổi. À gần 1 à, tuổi. À hơn 1 tuổi. À hơn 1 tuổi. 13 tháng. Rồi, thế như vậy là cô ấy khi cưới vợ thì là bên nhà ngoại cho 5 chỉ, nhưng mà suốt những thời gian vừa rồi cô chả bỏ ra, cô cứ giữ làm của riêng. Vâng. Đã thế thì mình là cái người lo toan hết tiền bạc để bảo đảm cuộc sống gia đình. Bên cạnh cái việc đi làm kiếm tiền thì mình cũng làm thêm cái món lô đề. Thế cũng có lúc được thì đưa tiền cô cầm. Nhưng đợt vừa rồi thì thua, lại muốn móc ra để đi trả nợ thì cô ấy không đưa, đúng không? Cũng không hẳn là thua để móc, nhưng mà em cũng dùng cái đấy để thử nữa. Thử làm gì, các phụ nữ người ta lo quản tiền chứ cứ thử làm gì. Thế thì tóm lại thì bây giờ thế xong rồi làm sao? Cô ấy với không đưa, mình với chửi cô ấy đúng không? Không, thế là cô ấy thế là bảo là vậy thì anh gì mà lấy, thế là em đi lấy về. Thế rồi xong là
đến tai mẹ vợ. Thế là mẹ vợ mới hỏi rồi xong là chửi em. Chửi em, thế là em cũng bực mình lên là em cũng chửi lại. Tại sao mà mày đi mách mẹ mày? Mẹ biết. Đấy, thế là em có tát cô ấy một cái. Thế xong rồi bây giờ cô ấy mới bế con về nhà ngoại ở trên Yên Bái rồi. Vâng ạ. Và bây giờ thì mình không liên lạc được với vợ nữa, bởi vì vợ do mẹ vợ kiểm soát đúng không? Vâng, cô ấy khóa máy luôn. Và hôm qua muốn nói năng gì thì phải thông qua mẹ vợ. Có nhờ người bà của cô ấy. Thì nghe thì cô ấy cũng đã bảo là cho gặp vợ cháu, nhưng mà thế là bà ấy rảnh luôn. Bà ấy cũng rảnh luôn, thế là em cũng bảo là mẹ ơi cho con gặp vợ con tí. Thế là nói chuyện chắc là bà ấy cũng có nghe. Thật ra thế này này, em mà đặt vào cái vị trí của bố mẹ cô ấy thì sẽ mới thấy là người ta ứng xử như thế này. Con gái đi lấy chồng xa, lấy phải một cái thằng lô đề, có được vài cái chỉ vàng, đám cưới đám kiếc chả giữ gìn để mà làm vốn làm ăn mà nuôi con. Bây giờ tuổi còn ít, con mới hơn một tuổi, vợ đã không có nghề nghiệp, lại còn móc là cả cái đám tiền bạc chả sinh ra, lại còn lấy cả cái tiền cái vàng của mừng đám cưới để đi trả nợ lô đề, thì người ta thấy sợ quá. Trời ơi, thế thì bây giờ ở đời bây giờ người ta sợ nhất là con gái lấy phải thế. Đầu tiên là sợ thằng nghiện hút, thứ hai là đến thằng cờ bạc. Đấy, lô đề, cờ bạc, nghiện hút, rượu chè, gái gú, đấy là tứ đổ tường là người ta rất là sợ. Thế và con gái đã phải gọi điện cầu cứu mẹ ơi, nhưng mà đấy, được vài chị vàng, anh toàn chơi lôi chơi đề hết sạch rồi, bây giờ anh còn bắt con là phải bỏ cái đám tiền vàng mà mẹ cho ra, thế con không đồng ý thì anh tự anh lấy rồi. Người ta thấy sợ quá, đã đến cái mức độ này rồi thì chắc là khó cai đây, cho nên là người ta sẽ đưa con ta về đấy. Và nếu như mà không có những cái cố gắng nhất định nhưng mà hàn gắn ấy, rất có thể là ta giữ con ta ở đấy rồi người ta nuôi cháu người ta, và để lâu thì cứ trâu hóa bùn đấy mà nó thành ra một cái cuộc hôn nhân tan vỡ đấy. Mình ngày xưa cứ nói rằng cái duyên cái số để vồ lấy nhau, đã ở Hải Dương lên tận Yên Bái để lấy vợ, thế bây giờ thì cứ ngồi đấy mà gọi điện, mình đang có lỗi tày đình ra lại chơi lô chơi đề tốn kém mất tiền mất vàng, thì người ta đang tức đang giận thì lên trên ấy đi. Nếu mà ô tô dịp này đang Covid thì đi xe máy cũng được, có hơn 100 cây mà, đi Hải Dương lên toàn cao tốc thôi, lên Yên Bái đi. Thế xong rồi vào đấy mà thưa chuyện xin lỗi rồi nói nó có đầu có đuôi. Con biết rằng là con nói con điện thoại thì chưa chắc mẹ đã hiểu, con phi lên trên này trước hết là cũng để nói cho mẹ biết rằng đúng là con cũng, thứ nhất là con xin lỗi vì cũng có ham mê lô đề, thực ra cũng có lúc được lúc mất, những lần trước thì cũng có được, lần này nó vẫn có mất một ít, thế con cũng vừa mới nói thế nọ thế kia để bà ấy hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thế rồi là lý do làm sao mình lại tát con người ta, đã chơi lô chơi đề về bắt vợ đưa vàng xong tát con người ta thì tội to quá, cho nên là lên đi. Thế xong rồi được qua cửa ải của bố mẹ vợ ấy, người ta mới thấy không đến nỗi. Thằng này trông thấy nó hớt ha hớt thải, nó đi xe máy từ quê lên đây nhìn cũng tội nghiệp, thôi đi vào đây ăn cơm đi để nói chuyện sau. Người ta giết gà, người ta mời cơm rượu, thế rồi chơi với con, thế rồi dần dần thì mon men với làm thân với vợ, rồi lúc ấy mới tử tế rồi mới xin là đón vợ con về. Và cơ bản nhất là thế này này, chẳng ai giàu bằng cái nghề lô đề được đâu. Đấy, người ta đã sinh ra những ông chủ đề, nghĩa là người ta nhả ra cho mình được một hai ván, một hai lượt, mình tưởng là húp được của người ta, cuối cùng thì mình chơi thật to thì cuối cùng lấn đi mất. Anh chưa thấy một cái người nào mà xây được nhà lầu xe hơi hay là trở thành ông tỷ phú để do chơi lô đó. Thế thì chuyện thôi, tuổi mình cũng còn trẻ, mình còn có thể làm lại được tất cả, nhưng phải lấy đây làm bài học. Bởi vì hãy nhớ rằng chẳng bố mẹ vợ nào lại thích con gái mình lấy một ông lô đề cờ bạc, đã thế là còn đánh vợ nhá. Lên đi, lên Yên Bái đi. Vâng ạ. Rồi, bạn đã nghe rõ chưa? Bố trí thời gian đi lên nhà vợ nhá. Rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, mới cả hạn chế chuyện lô đề đi nhá. Không ai làm giàu được từ đó đâu. Chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên đâu ạ? Em năm nay 36 tuổi, nhưng em tới trận này suy nghĩ em nó hơi nhanh. Rồi, 36 tuổi lấy vợ chưa? Có mấy con rồi? Em được 2 cháu rồi. Con lớn chưa? Con lớn năm nay học lên lớp 9. À thế à, thế là lấy vợ cũng 21, 22 tuổi đúng không? Vâng. Và những ngày đầu tiên lấy vợ thì nó có thế không? Đầu mới thì nó cũng thế, nhưng một thời gian nó lâu hơn, bây giờ thì cảm tưởng nó nhanh hơn. Bây giờ được mấy chục giây?
khoảng 1-2 phút thì thôi. 1-2 phút đã xong rồi à? Thế một tuần làm mấy cái? Tùy theo sức khỏe. Trung bình? Trung bình chắc được 2-3... 2-3 lần trong một tuần và lần nào cũng chỉ khoảng 2 phút. Vâng. Rồi Mr. 2 minutes. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Em chào chị ạ. Thế cứ 1-2 phút là từ lâu lâu rồi á? Vâng, là khoảng đôi năm nay ạ. Từ khoảng đôi năm nay, thế còn từ trước là lâu hơn. Lâu hơn là mấy? Là 3 phút à? Khoảng 4-5 phút thì đó. Thế là cảm tưởng. Thế cảm tưởng gần đây có cơ thể có yếu đi không? Cảm tưởng em cũng bình thường thôi, nhưng mà lắm lúc hay là do tâm lý kiểu gì mà lắm lúc nó nhanh lắm. Tức là có lúc nhanh, có lúc không nhanh. Vâng, ý vâng. Nói thế à? Vâng vâng. À thế à. Thế lúc nào thì nó sẽ nhanh? Lúc nào em cảm tâm lý em mà nghĩ dùng sự ấy quá thì nó cảm tưởng đôi khi cho vào vài cái nó phun ra rồi, nó trào ra rồi. Tâm lý ấy là tâm lý như thế nào? Em nghĩ nó như nào, nó vào vài cái nó buồn thế nào, nó chớ luôn ra mà. À, lại căng thẳng quá gì? Vâng vâng. À, đang chiến đấu thì cứ nghĩ rồi, ôi dồi ôi, chắc là sắp ra đây rồi, thế là nó ra thật chứ gì? Vâng vâng. Thế ra ai mà cứ nghĩ... Phải nghĩ là mình chiến thắng ấy, không nghĩ là mình chiến thắng thì cứ nghĩ là mình thất bại rồi thì thất bại thật chứ còn gì nữa, đúng không? Vâng. Thế vợ, tâm lý vợ thì thế nào? Em này nó cũng bình thường, mình không có gì. Thế thì bây giờ mình biết là do yếu tố tâm lý, đúng không? Mình cứ sợ thì nói vậy thôi, chứ 1-2 lần thấy nó nhanh quá thì bắt đầu ám chỉ cho mình là dạo này mình yếu quá và đang hoạt động, đang sung sức một cái thì nghĩ yếu quá, thế là nó yếu thật, đúng không? Và cái chuyện đấy nó đúng là tâm lý căng thẳng thì nó kém thật. Vậy thì bây giờ phải thay đổi tâm lý nhá. Thế có hút thuốc, uống rượu nhiều không? Em thì không ạ. Không à? Thế tốt quá. Sức khỏe thì vẫn cứ không có xuống chút nào. Vâng. Vậy bây giờ sửa lại tâm lý đi. Yêu thương vợ nhiều vào, đúng không? Cái lúc đấy phối hợp với nhau và chỉ nghĩ đến cái cách làm thế nào, không nghĩ đến mình nữa. Mà nghĩ đến cái cách như nào mà làm cho vợ hài lòng, đúng không? Thế vợ... Năm lúc em nghĩ là vợ chưa được như hài lòng, em đã xong rồi. Lúc em nghĩ thế đừng không, không được thoải mái cho vợ, mẹ đấy. Vợ chưa được thoải mái. Thế thì có một cái cách nữa là thử nhá. Đầu vâng. tiên là đừng nghĩ nhiều, cái lúc mà gần vợ thì chỉ nghĩ yêu thôi. Đừng vâng. ám chỉ cho mình rằng ối dồi ôi nếu mà mình nhanh quá thì vợ nó không hài lòng, hoặc là ối dồi ôi tôi chết rồi, lại sắp sửa ra rồi đây đó, thì không nghĩ đến chuyện đấy mà chỉ nghĩ đến cái việc là thôi cứ thoải mái tự nhiên đi yêu vợ. Một cái cách nữa thử xem nó có được lâu hơn không, là đã bao giờ thử bao cao su chưa? Tập này em vẫn dùng bao cao su. Vậy thì đã tính được một cái cách, và nếu cái cách gì thì cách cũng phải hai vợ chồng phối hợp với nhau nhá. Tính toán và đã gần nhau thì để cho thoải mái. Thế còn nếu mà loại trừ, tại vì em nói là yếu tố tâm lý của em mà, thế loại trừ được yếu tố tâm lý mà nó vẫn cứ chỉ 1 phút gần 2 phút thì lúc đấy mình phải đi khám xem là cái vấn đề nó có thiếu hụt cái gì không để được bổ sung sớm nha. Vâng. Rồi, bạn đã nghe rõ được chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Dạ, em nghe rồi anh ơi. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em hỏi cho con gái của em 6 năm nay là 13 tuổi rồi đấy. Là vâng. Sinh năm 2009 nhé. Vâng. Em cũng chưa thấy cháu nó có kinh nguyệt, em cũng rất là lo, không biết là có ảnh hưởng gì không á. Nó cao nặng thế nào? Cháu thì cháu nặng 36 kg, còn cao 1m45. À, hơi gầy nhỉ. Nó học lớp 7 à? Năm nay lớp 8 à? Không, cháu năm nay chuẩn bị vào lớp 7 anh ạ. À, tức là vừa xong lớp 6 rồi, chuẩn bị vào lớp 7. Vâng. Ôi, lớp 6, lớp 7 đã lo. Nhiều đứa lớp 9 mới có, lớp 10 mới có cơ mà. Yeah, mẹ nó ngày thấy... xưa ngày vào lớp mấy? Thì em thấy cháu nó không thất ngực thì phát triển, nhưng mà cái bộ kinh nguyệt hàng tháng thì chưa thấy, em cũng lo. Rồi, có ngực rồi thì thế năm ngày xưa thì mẹ nó lớp mấy là có? Em thì ngày xưa chắc là 14, 15 ạ. Thế thì cũng muộn, đâu phải sớm nhỉ? Đây là con gái đầu à? Vâng.
Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, vâng. Chị chào em. Em chào chị. Ngày xưa em 14, 15 mới thấy, mà bây giờ nó mới 13, sao cứ vội vậy? Dạ. Yeah. Với cả là... Chị, ngày xưa ấy, em bị thì nó cũng là lâu rồi, em nhớ mang máng thôi, chứ không nhớ rõ đâu chị. Cũng không nhớ rõ hả? Thế vâng. Thì bây giờ là cũng thấy nó ngực phát triển rồi, đúng vâng. không? Có thấy mỡ màng lên không? Trứng cá trứng khiếc nổi không? Nó thỉnh thoảng nó có một cái dài một cái mụn lên nhỏ rồi. Nhỏ rồi. Thế thấy tính tình có thay đổi tí không? Có biết làm điệu không? Làm điệu thì không. Có thay đổi thì chắc là cũng chưa. Thế đã có thấy rằng là lớp 6 là cũng đã bắt đầu thích bạn gái à bạn trai không? Chưa chị ạ, nó chưa. Cũng bình thường đó. Ừ, thế có khi ở trong đấy thì nó cũng muộn muộn thôi. Thế này, thực ra thì cái kinh nguyệt là đánh dấu là nó đã dậy thì. Thế nhưng mà nó có một cái giai đoạn tiền dậy thì và nó khoảng từ 10 đến 13, đấy là giai đoạn tiền dậy thì. Thế và nó sẽ có những cái biểu hiện như là ngực này bắt đầu nhú lên này, rồi giọng nói có khi trong trẻo lên này, rồi là trứng cá này, đấy, mông thì cũng nở ra một tí, eo thon trông nó mỡ màng, dần dần nó thay đổi. Thế còn chứ không phải là mình thì cứ hay quan tâm đến cái ngày kinh nguyệt ấy, thì khi có kinh nguyệt tức là đã dậy thì rồi nhá. Nhưng mà nó còn cả là một cái quá trình trước đấy thôi và nó khác nhau ở mỗi trẻ. Thế con nhà mình ý là hơi gầy, bởi vì là cao 1m45 mà 36 cân. Thế cho nên những cái trẻ mà gầy gầy, ốm ốm như thế thường là nó sẽ dậy thì muộn hơn một chút với những cái đứa trẻ mà nó cái thể chất của nó phát triển nhanh ấy, tức là nó béo tốt ấy, thì thường nó lại phát triển, nó lại dậy thì sớm hơn nhá. Vì vậy là thôi thì có con gái thì lo đến cái việc đấy cũng phải thôi. Nhưng bây giờ nhìn vào trước mắt đi là con hơi gầy, thì làm sao hướng cho con ăn uống ngủ nghê sinh hoạt nó có khoa học để mà béo tốt lên một tí. Thế và quan sát thêm những cái thay đổi khác. Thế còn quan tâm đến cái ngày kinh nguyệt cũng phải, nhưng mà chưa có cái gì lo lắng cả nha. Rồi bạn yên tâm hơn rồi chưa? Và thông thường cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình rất nhiều. Thông thường những cái đứa trẻ mà kinh nguyệt muộn thì nó lại phát triển chiều cao rất là cao đấy. Cháu thì chỉ phát triển chiều cao, với chiều ngang thì cháu nó chậm phát triển. Mai mốt lại thành hoa hậu đấy nha. Vâng. Chào bạn. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Vâng, chào thính giả của điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Em là ở Vĩnh Phúc, là em muốn gặp bác Đinh Đoàn, em có một việc trao đổi với bác Đinh Đoàn tí về cái tình cảm tình yêu của vợ chồng em đang bị sức mẻ rất là nặng nề. Vâng, anh có thể chia sẻ thêm là như thế nào được không ạ? Bây giờ như này, em thì nhiều hơn vợ 19 tuổi ạ. Vâng. Vâng, thế nhưng mà vợ thì bây giờ lúc đầu yêu nhau, lấy nhau thì hai bên đều răng rở lấy nhau xong thì rất là hạnh phúc ạ. Vâng. Vâng, có một cháu trai năm nay là sang 6 tuổi rồi, nhưng mà khi vợ đi công ty cái là bắt đầu tự nhiên là tính tình thay đổi ạ. À, thế ạ. Tính tình thay đổi thì lên mạng, vợ lên mạng thì đi theo người đàn ông khác, là người ta quay phim. Vâng. Người ta quay phim, người ta chụp ảnh xong người ta tống tiền, nên là bây giờ là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cứ đi theo một người đàn ông nữa. Nên bây giờ mà khuyên can bảo nào thì bảo là cũng chỉ đòi đi theo người ta mà người ta đã bỏ rồi, nhưng mà vẫn cứ đi theo, biết như thế nào là còn làm đơn ra tòa để bỏ. Thì vâng. Gia đình thì không ai ủng hộ. Vâng, hiện nay thì chị có hai vợ chồng vẫn ở cùng với nhau chị ạ? Hay là chị không ở bây nhà? Bây giờ chị cách đây là bỏ nhà đi mất 3 tháng mà không về nhà. Vâng, cho đến nay vẫn chưa về nhà. Và giữa anh và chị vợ không có liên lạc gì với nhau ạ? Có, vẫn có, thỉnh thoảng vẫn có liên lạc, nhưng mà chị giận gia đình bởi vì là cả các anh các chị bên ngoại thì là các anh chị là ủng hộ em ạ. Vâng. Vâng, đúng là cái chị có một cái tính đồng bóng, nó hơi giận một tí là chị bỏ đi. Vâng. Đúng là câu chuyện của vợ chồng anh cũng rất là buồn. Và hiện nay thì anh cũng đang lúng túng bối rối, không biết là sẽ xử lý như thế nào. Vâng, không biết giải quyết như nào câu chuyện gia đình mình. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng, xin chào anh. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi anh? Em xin giới thiệu với bác Minh Đoàn một tí, cho em chào bác một tí ạ. Rồi, xin chào. Vâng, bây giờ em
đã từ lâu rồi được nghe giọng nói của bác cũng như là trên đài em nghe rất là nhiều. Thế ạ, à. Vâng, mà ngưỡng mộ bác lắm, mà em không bao giờ nghĩ hôm nay em phải hỏi bác những câu này, em rất là buồn nhưng mà cũng rất là vui được gặp bác. Rồi, à, mình bao nhiêu tuổi rồi? Có một cái việc này đáng nghĩa là không nghe rồi, nghe rồi. Không được hỏi bác nhưng mà em vẫn phải hỏi bây giờ cái tình huống của em giờ rất là khó. Rồi. Nghe câu chuyện mình vừa chia sẻ với chị Huyền rồi. Vâng. À, mình năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 52 tuổi. 52, à, vợ em là 33 tuổi ạ. Vợ 33, là trẻ quá đúng vâng. không? Mà bây giờ vâng con ạ. Đã 7 tuổi, 6 tuổi đúng không? Con 6 tuổi ạ. Nghĩa là mình lấy cô lúc cô mới có 25 mà cô cũng lại là giang dở một đời chồng rồi đúng không? Đang giang dở một đời chồng cũng không phải là chồng mà cô chỉ là nghĩa cặp. Giả là yêu một người đã có vợ xong là người ta đến người ta đánh ghen là à, cũng không phải là một đời, tức là cô cũng không phải là, tức là có tiền sử theo giai rồi. Nói cho nó hơi hài hước một chút. Còn mình thì thế nào? Ờ, trước đây mình đổ vỡ hôn nhân đúng không? Coi như là có một đời chồng mà có một cậu con trai. Tức là cô ấy mặc dù đi cặp với mẹ có người đàn ông có vợ nhưng cũng đã có được một đứa con trai mặc dù không phải là hôn nhân đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế xong là sau này thì gặp mình lấy mình thì lại được một đứa nữa 6 tuổi đấy. Đúng ạ. Ừ. Thế thì bây giờ cả hai cái đứa ấy nó ở đâu? Hai đứa là mình nuôi tất ạ. Mình nuôi cả con của cô lẫn con của mình đúng không? Vâng ạ. Trời ơi tốt quá cơ. Này thế trước cái cuộc hôn nhân trước của mình có con riêng không? Trước là có một cô con gái năm nay 20 tuổi ạ. 21 tuổi ạ. Ồ thế là mình đúng là hiện nay là ba thế hệ con đấy đúng không? Ba đối tượng. Vâng ạ. Con riêng của mình, con riêng của vợ và một cậu bé vâng. chung. Vâng. Cuộc sống có phức tạp không? Mà bốn bố con. Con riêng của vợ thì là vợ nuôi ạ. À, tức là mẹ đi là mẹ cũng đưa con đi luôn. Mẹ đi nước ngoài xong là gửi con gái vào ngoại. Ừ. Nhưng mà hiện nay thì cô mới chỉ dỗi bỏ nhà đi trốn đấy, thì nghĩa là cháu thì vẫn ở với bà ngoại ấy gì? Vâng ạ. Còn mình thì là nuôi hai mình con. Mình mua nhà mua đất ở riêng ạ. Rồi. Mua nhà mua đất ở riêng thì cái cô nhà em thì nó như thế này ạ. Về lúc bé thì cũng có một ít là ảnh hưởng về cái tinh thần thần kinh nó hơi bị kém. Thần kinh kém là sao? Nhưng mà nó ngược lại. Ngược lại là như này anh ạ. Nó ngược lại là lại được cái hình thức này rất là khá. Rồi, xinh mà lại hình lại đầu óc kém nữa thì rất dễ đầu óc trở thành là đối tượng dữ. Của vâng. người ta tán tỉnh vâng. đúng không? Rồi người tính ta chỉ tình thì là hai mình cùng điên ạ. Khùng điên đó hả? Vâng, cùng điên mà nếu mà nói bất cần, không có đầu óc suy nghĩ câu mà nó không vừa lòng là có thể bức xúc, có thể đập phá này. Rồi, không vâng. thật rõ ràng vâng. Bình thường thì là rất là ngoan, rất là ừ. tốt à, biết rồi, một cô gái 33 cũng vâng. sóng gió cuộc đời rồi, cũng hai vâng. đối tượng con rồi mà bây vâng. giờ cứ đi theo hết người đàn ông này người đàn ông khác rồi người ta người ta đã đập cho như thế, thậm chí người ta còn quay clip lại người ta tung lên rồi cuối cùng mà rồi cũng không chừa mắc bệnh như vâng. đây. Thật ra là bệnh bị thôi cứ gọi là dại tình đi. Bây giờ thì có theo một ông nào cụ thể không? Hiện tại bây giờ là không, mình thì em để ý thì chắc là có theo nhưng mà chưa xác định rõ, nhưng mà rồi. Cái thời gian trước là theo 4 người rồi ạ. Cô có đi làm không? Có đi làm công ty ạ. Đi làm công ty xong rồi là không về nhà mà lại về một cái chỗ trọ nào đó đúng hay là về ngoài? Về chỗ trọ. Mình có nghĩ rằng là thế này này, cái lúc mà cô bí quá ấy, hồi 25 tuổi ấy, gia đình cứ thúc giục. Thế rồi lại gặp mình cũng là người đàn ông chững chạc, cũng là cùng cảnh ngộ đổ vỡ gãy đổ cái thứ thì thôi thì tặc lưỡi để tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cái sự chênh lệch ấy, mình bây giờ nói thế chứ mình cũng ngoài 50 rồi, mình cũng chẳng thể nào mà hừng hực như là mấy em 30 được đúng không? Mà cô thì còn có ba, ngoài cái tính mà nhẹ dạ cả tin rồi là nông nổi ít suy nghĩ đầu óc nó có vấn đề ra thì lại còn ở cái trẻ. Mà trẻ thì làm công ty cũng hay va đập, nhìn thấy những cô bạn bằng tuổi mình cũng 32, 31, 30 lại lấy được chồng, lại toàn cậu chồng cao to đẹp trai, hot boy, hot biết chẳng hạn. Thế là quay về nghĩ rằng là ông chồng mình già. Không, em cũng cao to đẹp trai quá ạ.
mình tử tế, mình tốt như vậy mà cuối cùng thì cô sẵn sàng cô vứt đi như thế để đi theo những cái người đàn ông cũng đã có vợ. Thế thì chứng tỏ là người ta có cái sức hút, có cái sức hấp dẫn mà mình không có được, đúng không? Cái không phải ạ. Ừ. Thế thì cô chỉ tuyên bố với em là có thể lấy người già hơn và xấu hơn cũng được, nhưng mà cốt là phải chiều cô đấy ạ. Thế mình không chiều hả? Mình vẫn chiều nhưng mà tính là hơi cục tính, là hơi quát nạt ạ. Ừ. Thế còn mấy cái ông có vợ kia thì ông ấy chiều, thế chiều mà ông lại quay clip ông tung lên như thế, ông đánh cho lên gì nữa. Mình có nghĩ rằng vợ mình hư không? Em nghĩ là bị nhẹ dạ cả tim. Ồ. Có thấy kết quả vào bệnh viện mà. Ừ, hiểu năng trí tuệ là được ăn tiền hỗ trợ người khuyết tật. Được 590.000 một tháng. Ô, thật à, thật à? Ô, tưởng nói đùa hóa thật đấy hả? Thật ạ. À? À, rồi, vâng. Rồi. Ví dụ như cô cứ đi mãi mãi như thế này, đánh thì chẳng đánh được, tìm về thì cũng là thôi, thì cứ là người thiểu năng rồi mà, suy nghĩ nó nông cạn mà. Đấy đấy, nhưng con mà bình thường chẳng... nói chuyện thì rất khôn ngoan ạ. Rồi thôi thì người ta cũng có cơn thôi, chứ còn nếu mà lại cứ dạy cả ngày thì cũng chắc cũng mệt. Thế bây giờ mình cứ đặt tình huống thế này này, tìm thì không tìm được, về thì cô không về, thế nhưng mà ví dụ như là vài tháng sau cô đi theo hết người đàn ông nọ đến người đàn ông kia, xong là chán rồi không còn ai chứa cô nữa thì cô mới quay trở về, mình có tha thứ không? Cứ ngồi đấy đợi không? Bây giờ em gia đình đã họp gia đình và chỉ xác định là nếu mà cô không về thì phải bắt ép về và không cho đi làm nữa, bởi vì là chỉ sợ cô là bị người ta đầu độc bằng ma túy hoặc là bằng thuốc kích thích, là nó mê muội, là nó không nghĩ đến gia đình, cho nên là rồi tức là bây gia giờ đình rất là lo ạ. Sẽ đi bắt cóc xong rồi không cho làm gì thì nhốt ở trong nhà đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng mà suốt ngày bây giờ cô cũng khôn chán rồi, cô ấy dùng điện thoại, cô ấy gọi điện cho trai, xong rồi cô ấy trò chuyện tán tỉnh, rồi mình thì đi làm, xong rồi nhốt một cái bà ở trong nhà. Cô ấy có phải dại đến mức độ mà phải quản thúc đâu, vẫn còn là người công dân bình thường, mình không quản được cái người như thế đâu. Mà mình sung sướng gì khi có một cô vợ mà bây giờ hở ra là nó theo dai, cho nên đến nỗi bây giờ phải nhốt rồi còn bắt xích nữa, giống như là người ta cai nghiện ma túy ép buộc ấy, thì không được. Thôi thế thì thế này, cứ làm cái gì mà mình thấy có hiệu quả, nhưng đừng vi phạm pháp luật, đừng có đánh người, đừng có xích người, hàng xóm láng giềng mà bác trưởng thôn hay là chi hội phụ nữ thôn tao phát hiện thấy là nhốt cô ở trong chuồng sắt hay là xích sắt là người ta có quyền nói là mình đang hành hung hành hạ người khác rồi, lại bạo lực gia đình đó. Thế còn thôi thì mình hoàn cảnh như thế rồi, mình cũng đã thương cô đến như vậy rồi, nhưng mà rồi mình cũng lại nể gia đình. Chứ ra người khác thì người ta sẽ tìm một cái con đường khác nó nhẹ nhõm hơn. Thôi thì đấy, lấy vợ mong muốn là sống với nhau trọn đời, đời còn dài, chứ có phải là giờ bây giờ có ba mấy tuổi đầu còn lông bông lêu bêu, rồi mai kia suốt ngày đi tìm bà điên, bà tay nhặt lá chân đá ông bơ ở ngoài đường ấy, thì rồi mình đã hết lòng rồi, cuối cùng mình còn khổ cả đời về sau. Mình đã lấy vợ trẻ, mình mong muốn rằng sau này có cô vợ nó trẻ trung, nó khỏe khoét để nó đỡ dần mình cái lúc mà mình già cả, mình ốm đau, thì cuối cùng bây giờ lại đấy. Anh cân nhắc nhá. Nếu nhưng mình mà cứ... em thì em này lúc nào cũng thương cô ấy. Bây giờ em chỉ sợ là mình bỏ rơi cô ấy thì ra ngoài xã hội này nó lại lừa đảo này thằng này mang khác. Rồi, thế thì điện. Rồi, không... rất tốt, rất tốt, không rất đang tốt. Tâm à? Ừ, rất tốt nhá. Cứ làm cái gì mà có thể là bảo đảm được cô không bị lợi dụng này, rồi đừng có bị vi phạm pháp luật này. Mình cũng thông cảm rằng đầu óc cô nó có thế thôi, cũng đừng có đánh đập gì một cách quá đáng không, nhá. Không đánh đập, không đánh đập. Cô có chửi nhiều quá thì cũng có anh trai cũng tát mấy phát, và chồng cũng tát có một cái mà bỏ đi luôn ạ. Thôi mình biết cô ấy là bây giờ là cô ấy chỉ thích nhẹ nhàng, không thích đánh chửi thôi, thì cứ coi như là mình được cô vợ trẻ, nhưng mà cứ phải chiều như chiều vong thế thôi nhá. Còn chiều hơn cả chiều vong không? Ừ, thôi, tức là còn hơn cả vong. Vong nó cũng hay hay dỗi lắm, vong mà nói không ấy là vong thăng luôn. Trêu vậy thôi, nhưng mà thôi mình vất vả quá, có lẽ là cái số nó như thế rồi. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ sáng suốt và có những cân nhắc để giải quyết chuyện gia đình của mình anh nhé. Alo. Vâng, xin chào thính giả gọi điện đến từ Hà Nội phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị. Chào chương trình ạ. Vâng, chị có thể nói câu hỏi của mình ạ? Dạ, em muốn hỏi là năm nay em 43 tuổi rồi, vâng. Mà từ tháng 12 bây giờ là em không thấy kinh trở lại, thì có phải đấy là hiện tượng tiền mãn kinh không ạ?
Vâng, từ tháng 12 cho đến nay là cũng 6 tháng rồi đúng không ạ? Và chị chưa đi khám ở đâu đúng không ạ? Em đi khám, mới khám cách đây được 1 tháng thì bác sĩ nói là không vấn đề gì ạ. Vâng, chị cũng đã đi khám và bác sĩ nói là không vấn đề gì. Nhưng mà mình thì vẫn sốt ruột, vẫn lo lắng đúng không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Chị chào em. Chào chị ạ. Như vậy là mất kinh 6 tháng rồi đúng không? Vâng ạ. Thế có thấy người nó có cái gì khác thường không? Người em thì vẫn bình thường chị ạ. Thế thì bây giờ gọi là mãn kinh rồi chứ có phải là tiền nữa đâu. Có phải là tiền mãn kinh nữa đâu. Tiền mãn kinh là nó cứ trục chặt rồi lúc nó 1 tháng, rồi lúc nó 2 tháng, rồi lúc nó lại 1 tháng 2 lần. Và người nó cứ thay đổi hừng hực lên rồi đau đầu rồi đúng với thứ. Thì như vậy, thế còn mình thì 43 tuổi cho nên là không nghĩ rằng mình đã mãn kinh nhỉ? Yeah. Thế và mình có thể coi như nếu mà từ nay trở đi nó cũng không thấy kinh nữa thì có nghĩa là mình là mãn kinh rồi. Đi khám rồi rất tốt và bác sĩ thấy rằng là chả có vấn đề gì cả. Ngày trước mình có kinh năm bao nhiêu tuổi? Em lúc bấy giờ chắc lúc bấy phải 17 tuổi. Hỏi mẹ xem mà hồi trước mẹ mãn kinh lúc bao nhiêu tuổi? Có khi nhà mình cái gen nó là mãn kinh sớm ấy. Nhá. Cái quan trọng bây giờ là ở cái tuổi mãn kinh ấy thì về sức khỏe nó cũng có những cái thay đổi khác thường. Nhưng mà rất may là em tức là cũng rất là nhẹ nhàng ở cái giai đoạn tiền mãn kinh, cũng không thấy có cái gì, chắc là không thấy có cái gì nó ghê gớm, nó làm phiền mình lắm, cho nên mình cũng bỏ qua đi và đến bây giờ chẳng thấy nữa. Đến mãn kinh rồi thì mới biết là mới đi khám ấy, thì mọi chuyện nó diễn ra rất là nhẹ nhàng với mình, thì đấy cũng là tốt nhá. Trước đây độ nửa tháng thì là em có thấy trở lại nhưng mà cái máu nó thâm, nó không được tươi ấy chị. Nửa tháng nay vẫn thấy lại một chút chứ gì ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Thế thì cứ theo dõi tiếp thôi. Còn ở tuổi mình thì có thể tháng sau nó lại thấy một chút nữa, thì nghĩa là nó đang ở giai đoạn tiền mãn kinh nhá. Thế hoặc là lần này nó thấy một tí xong nó lại bật đi, thì tiền mãn kinh và mãn kinh người ta phân biệt nó ở các cái dấu hiệu triệu chứng mà nó làm cho mình khó chịu. Thế thì không sao. Quan trọng là mình đi khám bệnh và mình không có vấn đề gì về phụ khoa, đúng không? Thế, thì chăm chút hơn một chút ở cái giai đoạn này, chịu khó đi khám hơn một chút ở cái giai đoạn gọi là tiền mãn kinh được, mà gọi là mới mãn kinh được, thì mình chăm sóc cái sức khỏe sinh sản của mình một chút nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Tôi có thằng em năm nay 34 tuổi. Vâng. Vợ con lấy một lần rồi nhưng mà vợ nó thần kinh nó không lấy được. Nó thì bị thần kinh trí tuệ. Vâng. Nên là vợ bỏ đi Trung Quốc rồi. Thì gia đình khuyên mãi không được nên là muốn hỏi chương trình, em tìm một giúp một cô cho, bởi vì là có phải là xem thầy bói của là số em nó chỉ được lấy một vợ, chả có phải không? Vâng. Hỏi chương trình. Vâng. Vâng, tức là em trai của anh năm nay 34 tuổi và có vấn đề về thần kinh đúng không ạ? Và đã lấy vợ nhưng mà vợ thì cũng không chịu được và cũng đã bỏ đi rồi. Và bây giờ thì anh muốn chương trình có một cách nào đó để giúp anh, để giúp cho em trai của anh đúng không ạ? Sẽ tìm được một người phụ nữ khác à? Hay thế nào? Phải đấy. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn xem nhé. Xem là anh Đoàn có cách gì giúp anh không ạ? Vâng, xin chào anh. Xin chào anh Đoàn. Dạ. Anh ơi, anh năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 75 tuổi. Wow. Thế ạ, vì thấy bảo cậu em mới có sinh năm 86 hay 87 gì mới 34. 88, sinh năm 88. 88, ôi thế thì... 34 tuổi. Vâng, anh em cách xa nhau thế ạ. Bố đấy, đây là bố đấy. Dạ.
với là bố anh bạn đấy. Con trai. Tôi là bố. À. Tôi là bố sinh ra. Vâng, tức là cái cậu 88 là con trai của anh. À. Vâng, rồi. Từ nãy tôi lại cứ tưởng là em trai, hỏi cho cậu em trai bảo ôi thế anh với lại cậu em cách xa nhau. Anh ban nãy có nói rằng là cháu nó kém kém về trí tuệ thì nó đến mức độ nào anh? Nó thích kém về 30%. Ngày xưa nó có đi học được không anh ơi? Cháu nó có đi học không? Đi học nhưng mà không nhận thức được. Không có nhận thức một tí nào, không lên được cái lớp nào hả? Cháu học đến lớp mấy? Thế hiện nay thì hiện nay sức khỏe của cháu thế nào, có làm ăn gì hay là khỏe mạnh, làm ăn bình thường, cũng gọi là kém khả năng trí tuệ mất 30%. Vâng, tức là tóm lại là không khôn ngoan, không nhanh nhẹn lắm thôi, chứ cũng vẫn làm vẫn ăn được rồi cũng à, vẫn rồi làm, vẫn ăn được. Rồi cháu nó đi làm gì, nó có gần nhà không? Mình... nhà đi phụ vừa phụ à vâng kinh. Thế cũng tốt, lao động tay chân, lao động công việc, thế chắc đi công ty thì không được đúng không? Công ty thì không được. Công ty thì ít nhất đang yêu cầu là phải có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 chẳng hạn đúng không? Nhà mình thì không có, thôi không sao cả. Hiện nay là cháu nó đang dựa vào anh chị. Mình cũng nuôi nó luôn thế đúng không? Còn thế nơi làm được bao nhiêu thì làm chứ. Cháu lấy vợ được mấy năm thì vợ bỏ đi hả chị anh? Được 9 tháng. À, 9 tháng. Được 9 tháng thì sinh được một đứa con trai. Ồ. Nó ấy mãi thế là mãi mới khuyên được, thế là bảo nó theo già. Bây giờ thì là cái đứa con trai tức là cháu nội anh ấy thì ai nuôi? Ông bà nuôi. Tức là anh chị ấy hả? Ờ. Ồ thế cũng tốt ạ. À. Thứ nhất này, con mình nó vẫn còn ở nhà với mình này, lại có được cháu nội này. Thôi thì vợ chồng nó không hạnh phúc rồi, nó cũng là cái đứa đôi đầu tiên ấy, thì cô gái nghĩ rằng thôi anh ấy chắc chỉ hiền lành rồi lấy nhau về để bảo ban nhau làm ăn chắc rồi ở rồi nó mới thấy nó lòi ra những cái thứ mà nó không phù hợp, như là không khôn ngoan, không biết chiều chuộng vợ, rồi không thế nọ thế kia. Thôi cái chuyện, nhưng mà khi lấy vợ thì có đăng ký kết hôn không anh? Có đăng ký kết hôn. Hiện nay là cô chỉ là bỏ đi thôi đúng không? Bỏ đi thôi thì không dùng được thì. Vâng. Tôi muốn hỏi thế, để tôi nói thế ạ. Nghĩa là về mặt nguyên tắc thì con trai anh vẫn đang có vợ, mà cô kia vẫn là vợ của con dâu nhà mình. Nó đi chán là nó sẽ về thì mình cũng chẳng có quyền để đuổi được. Cho nên bây giờ cũng chẳng thể nào mà con trai nhà mình đi bước nữa với một cô nào khác. Đấy, nếu có thì chỉ gọi là gá nghĩa hoặc là thương nhau thì nó thích ở với nhau thôi, chứ còn để mà đăng ký kết hôn hay lấy thành vợ thành chồng không có nữa, bởi vì chưa ly hôn. Đấy là về mặt pháp lý đã. À, ly hôn rồi đấy. Ra tòa chưa? Có giấy kết ra tòa rồi, có giấy Trung Quốc rồi. Thôi thì tôi đang hỏi cái băn khoăn là kiểu mà thế bảo là chỉ bỏ đi Trung Quốc thì tưởng là dỗi hờn bỏ đi thì đi người ta lại về thì rồi không được. Thế thì coi như xong rồi, coi như là hiện nay là cậu ấy ở một mình, nhưng mình là bố là mẹ, mình cũng không sống mãi mà nuôi được con được cháu, thì muốn cho nó tìm một người vợ để nó thương nhau, để nó thứ nhất là nó nuôi con, thứ hai là nó trông nhau đúng không ạ? Anh ơi, tốt nhất vẫn là mình người trần mắt thịt, mình nhìn thấy gần quanh đấy, ở làng bên làng xóm người này người kia giới thiệu cái cô ấy cũng tuổi, bây giờ con nhà mình không kén được nữa. Mình thứ nhất là con nhà mình cũng xác định nó có cái điểm yếu là nó không khôn ngoan, chấp nhận phải lấy một cô cũng đã từng ly hôn hoặc có con riêng hoặc thậm chí còn lớn tuổi hơn con nhà mình ấy. Chứ mà bây giờ mà bảo đòi một cô 25, 27 sinh rồi tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, hiện nay đang làm kế toán công ty Nhật thì không có đâu ạ. Đó, rồi người ta có lấy được về rồi người ta lại đi mất thôi. Cho nên là nồi nào thì phải úp cái vung ấy. Mình tìm một cô, thôi thì cô cũng được cái cô to khỏe, cô cũng không nhanh nhẹn lắm nhưng mà chịu thương chịu khó. Rồi làng ở làng bên rồi cô cũng muộn chồng chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là cũng đã vướng một đời chồng, bây giờ cô cũng đang nuôi một đứa con, mình là người thay mặt cháu đi. Rồi tất nhiên là vẫn nói rằng hôn nhân phải là do tình yêu rồi tự nguyện, nhưng mà tùy hoàn cảnh, trong trường hợp mà cháu nó không sáng suốt lắm thì mình là người lớn thì mình tư vấn, mình vun vén, mình
thậm chí là hướng dẫn một số thứ đúng không? Chứ còn thì anh mà có gọi lên đài bây giờ có giao quảng cáo một cái số điện thoại là có một cái anh như thế, lại người hơi chậm chậm, lại có một đời vợ, giờ vợ bỏ đi đang nuôi một con, ai mà có cái gọi là thiện tâm để liên lạc với anh ấy thì chắc là cũng khó lắm đúng không? Bây giờ con cái nó đi làm công ty rồi thì các nơi các ngã nó vẫn cứ nhờ người thì tìm hộ, mà còn cả thuê cả người ấy để cho mối đúng không? Thuê vâng. Thế nhưng mà không được. Vâng. Thế là cái cô kia trước ở nhà là khuyên ngoan, là khuyên bảo như thế, là kiên trì đã khuyên bảo đến 2 năm rồi. Cái vợ chồng là anh trai thì từ không nhất trí, rồi thì đến lúc thì tan nát cả gia đình, nhưng mà tôi vẫn cứ quyết tâm là khuyên ngăn nhưng mà không được. Thế rồi ngăn làm sao được, con người chứ có phải đó, người ta thấy đời người ta không phải lãng phí với một người mà nó không mang lại cho người ta vui. Mình là con mình thì mình thương, nhưng mà kia nó làm khác máu thanh lòng vợ chồng, lúc ban đầu nghĩ rằng thôi lấy cũng được hiền lành, nhưng mà về sau chắc là con mình nó cũng thể hiện ra nó cũng không được như người ta mong muốn, người ta phải đi tìm một con đường khác thôi. Cái đấy mình chẳng trách nữa, mà nó cũng xong chuyện rồi. Thế thì qua đó mới rút kinh nghiệm rằng là bây giờ mình không thể đòi hỏi những người cao mà rồi người ta về rồi nó người ta lại đi nữa, lại vấp một lần nữa thì chết. Cho nên mới bảo là không yêu cầu đòi hỏi cao xinh đẹp gì cả, vâng. Là người nhỡ nhàng là gọi là hơn con tôi 5-7 tuổi cũng được, vâng. Gọi là bị nhỡ nhàng. Thế thì tôi bảo là đúng rồi. Vâng, thế thì tôi bảo cái nguồn đấy chính là cái nguồn mà họ hàng rồi những người quen ấy biết thì giới thiệu, ví dụ đấy em làm ở xưởng em có chị này, chị thì cũng hơi cứng tuổi một chút, hình thức thì cũng không được xinh lắm, nhưng được cái chị chịu khó mà chị đấy cứ đi làm được lương 10 triệu một tháng mà chỉ tiêu hết có 1 triệu thôi, còn 9 triệu cất đi, bây giờ chị cũng có vốn có liếng rồi, cũng mua được mẫu đất để làm rồi, cũng vân vân, tức là khá là mình người thật việc thật. Và cũng có những cái rậm rạp của người lớn cũng chả cần là làm được nhiều không, tôi lấy ví dụ thế năng ấy đâu, chỉ cần là sống khỏe mạnh trông nom hai bố con nó cho để ông bà tuổi già là khuất núi đi, là có người trông nom đấy là được rồi, chứ còn không dễ đâu, thời buổi này mà phụ nữ người ta cũng khôn lắm ấy, lấy chồng người ta làm để mà cậy mà nhờ, mà lấy chồng về chỉ để mà lại để chăm một cả ông bố lẫn ông con ấy thì chắc là mình cũng phải mạnh ở cái gì đó thì người ta mới ấy. Trên vì vậy mà nó cũng khó, tôi nói thật là trong trường hợp của cậu nhà mình là khó. Giờ cứ kể ra là đấy, hơi hơi chậm chậm với này, cũng không có thông minh, mà đã thế lại còn có con riêng. Thế thì nếu chấp nhận về thì vừa chăm bố vừa chăm con thì là khó khăn rồi. Thế cho nên là bằng các cái nguồn mà quen biết ấy, mình nhắm trước cho bạn ấy một cái đám, rồi là người lớn cũng có những cái câu qua lại. Thật ra là có cái gì mình cứ kể hết ra, nó chậm đến mức độ nào là mất trí mất 30%, rồi có giấy xác nhận là thế nọ thế kia vân vân, thì để cho người ta thông cảm thôi, thì nếu mà người ta thương thì được, còn nếu không thì cũng khó. Thế còn chúng tôi thật sự ra cũng không thể giới thiệu ở trên đài được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin chào thính giả gọi điện đến từ Thái Nguyên ạ. Alo. Như là buổi tối ngủ ấy, xong rồi lúc tỉnh dậy ấy, vâng, thì chung là nó dương vật rồi nó cứ cứng 4-5 tiếng sau nó xuống rồi. À, tức là tối nào cũng thế đúng không ạ? Vâng. Sau một đêm ngủ dậy thì như thế hay? Ngủ dậy bất cứ lúc nào là nó cứ cương cứng 4-5 tiếng và mình cảm thấy rất là khó chịu đúng không? Xin lỗi, là mình lập gia đình chưa ạ? Có gia đình rồi và cũng với cái hiện tượng đấy thì mình cũng chưa đi khám ở đâu đúng không? Chưa. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé, xem đó là hiện tượng gì ạ? Em ơi, thế sao không nó xảy ra lâu chưa? Mới là mới cách đây đủ 2 tháng này. À thế hả? Gần 2 tháng này. Sáng nào cũng như vậy. Vâng, cứ ngủ dậy không có, cứ sáng ngủ dậy giờ nào ngủ ban ngày. Thì thông thường ra là buổi sáng dậy thì là nó có cái hiện tượng cương cứng, thì cái việc đấy là cái việc mà nó là bình thường, là sinh lý, nhưng mà sau đó thông thường là nó lại tự xuống
Đó. Thế nhưng mà cái của mình ấy thì là nó cứ cương cứng và nó không xuống được. Một là do yếu tố thần kinh, hai là do yếu tố mạch máu nào đấy. Cái việc cương cứng ấy là do máu nó dồn xuống ở dương vật, nó gọi là có một cái thể hang ấy, và nó dồn xuống đó và nó làm cho nó cương cứng lên. Thế đấy là giải thích về mặt cơ học, và vì lý do nào đấy thì máu nó không về được. Đấy, cho nên là hoặc là nó như là trường hợp của anh là nó về chậm. Thì nguyên nhân của nó làm sao mình phải đi khám nhá. Có những người là nó không thể xuống được và người ta phải chích vào đấy để cho máu nó ra cơ. Thế thế thì cứ 4 tiếng là lâu quá nhá. 4 tiếng là lâu quá và là bất thường rồi. Cho nên là thế người ta chỉ độ lúc thôi 15-20 phút, hoặc là thậm chí nếu mà cái sinh lý bình thường nó là như thế cho nên rồi nó sẽ xuống, nhưng bây giờ nó là bất thường rồi, hoặc là có những cái hiện tượng nó gọi là cái ham muốn nó trỗi dậy và nó cứng cứng lên như thế, thì phải bằng cái cách là gọi là mọi cách để giải tỏa ấy. À, để em, nó em có lần em thử một lần em người bụng tàng em chạy giải tỏa em cũng quan hệ hai tiếng hơn 2 tiếng xong rồi chết giờ em không quan hệ nữa rồi. Ôi giời. Thế là vợ chết giờ đúng không? Thế đã có lần nào mình tự xử chưa, với không cần vợ tự xử xem nó có xuống không? Chưa ấy hả? Nhưng mà rõ ràng là với vợ mà 2 tiếng nó cũng không xuống thì em phải đi khám thôi, ở Thái Nguyên xem là có cái bệnh viện Nam Học nào không ấy, hoặc là lên Hà Nội thì nó cũng không xa lắm. Không có mà khám thì ở đây kiểu không. Vậy thì phải về Hà Nội một cái đi. Hà Nội thì rất là nhiều cái cơ sở mà khám Nam Học ấy nhá. Đến bệnh viện Việt Đức cũng có khoa Nam Học. Thế đi khám sớm đi, đừng để nó như thế xong lại còn thử với vợ, tra tấn vợ lắm nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Vâng, chào bạn. Vâng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bình Phước. Alo, thính giả gọi điện từ Bình Phước phải không ạ? Đúng ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Cho hỏi bên chuyên gia tí, tại vì cuộc sống thì vợ chồng ly thân 6 tháng á, ở trong trong nhà, nhưng mà vợ nó đuổi ra phòng trọ rồi nhớ con lại về, rồi lại nó cầu nhau cằn nhằn quá, không biết là giữ trong trọ hơn hay là ở tại nhà hơn. Đất thì mẹ vừa cho thì làm nhà trong đất mẹ vừa cho thì nó có quyền, nó tới nói tới nó lui á. Hai vợ chồng chắc cũng có những cái chuyện xích mích hay mâu thuẫn như thế nào mà lại xảy ra cái chuyện như thế ạ? Dạ, cũng ý là chồng đi làm hồ mà vợ thì đi cảo mũ á, mà như vợ bắt là phải đi cảo mũ theo vợ. Vì vợ với ưng, hai nữa là tiền bạc cả vợ quản lý, còn không cho chồng quản lý như nào. Giờ như cảo mũ vợ chỉ cho tháng chừng 500 hay là tiểu thì vậy thôi, không cho nhiều. Tức là chị thì muốn lúc nào hai vợ chồng cũng bên nhau đúng không ạ? Dạ, bên nhau. Anh thì lại có công việc quản lý khác hết, bây giờ biết xong thì tiền bạc dễ giữ, xong chỉ thấy mình hoàn cảnh không có gì thì chỉ đuổi ra khỏi nhà hoặc là làm phở gì đó. Câu chuyện của gia đình anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Bình Phước. Cảm ơn anh Đoàn cho lực khuyên coi có con đường nó phủ gì đó, chúng chọn con đường nào. Thấy trong thanh thả cái thể con người thấy nó mệt mỏi. Mình chia sẻ lại cái câu chuyện xem nào, vợ chồng bây giờ làm sao, còn ở với nhau hay là bỏ đi rồi, mâu thuẫn như thế nào? Dạ, từ đầu thì ly thân 6 tháng nay rồi, nhưng mà ở trong nhà. Ly thân đi làm, tức là... Đi làm, ai việc anh ấy làm á, rồi về không có nói chuyện với nhau gì đó. Ban ngày thì không nói chuyện, cơm thì không ăn cùng, tối thì không ngủ cùng, đúng không? Đúng rồi, còn có 2 đứa con, một trai một gái rồi thì nói chuyện với con thôi. Lý do mình có biết không? Cô ấy có bạn trai hay là cô ấy ghen với mình lắm bạn gái quá, hay là đợt vừa rồi do dịch Covid tiền không kiếm ra rồi, hay là vì cái gì? Dạ thì không phải là vì cái tiền không kiếm ra Covid, nhưng mà ý của cô là muốn đi làm việc cùng cô á, đi cùng vợ á, đi cảo mũ á, nhưng mà thử thích là đi làm hồ xây dựng thôi. À,
gạo mủ cao su ở Bình Phước là có cái gọi là trang trại, cô ấy làm thế nó quen, muốn hai vợ chồng cùng làm một chỗ. Mình thì lại cứ phụ hồ thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi em? 42. 42. Cạo mủ cao su công việc có thường xuyên không? Thì cái đó cũng một năm thì xài hết khoảng cỡ 10 tháng thôi. Cỡ 8 tháng. Ồ, thế cũng nhiều. Tưởng là kiểu một năm nó có độ 2 vụ, mỗi vụ 1 tháng chứ. Cạo 8 tháng cơ. Dạ, 11 năm 8 tháng nó cạo mủ cao su. Rồi, thu nhập có tạm tạm không? Thì lương thì cũng nó cũng thua, làm đằng hồ thì nó là được 10 triệu, thì lương đó được 7 triệu đến 8 triệu thôi. Wow. Mà này, đi 12 giờ đêm không quen. Ừ. Nói chứ thật ra cái gì nó cũng có cái giá của nó. Tuổi mình 42 rồi mà đi phụ hồ, leo giàn, leo giáo rồi, rồi ngộ nhỡ chẳng may sảnh chân, sảnh tay, uống chén rượu, chén chè, đứng trên giàn giáo ngã nghiếc rồi. Nó nhiều thứ lắm. Mình cũng có lương cao hơn tí nhưng mà sách chi cái gọi là cái sô hồ ấy, đi leo cầu thang cũng mệt lắm đấy. Cạo mủ thì mưa không đến mặt, nắng đón đầu ở dưới tán cây mát mẻ như ở trong công viên đúng không? Thế xong là xách mỗi cái xô với cái gáo để hứng mủ với này, lấy con dao nho nhỏ đi rạch cái vỏ của cái cây cao su đúng không? Thì ra đó mình lâu dầu cũng tính 8 tiếng, cũng công cũng được 400 ngàn, mà làm hồ được 500 ngàn. Ui, không hơn kém bao nhiêu. Cái thích nhất là hai vợ chồng bớt đi được một cái xe máy. Sáng ra đi một xe máy, tiết kiệm được mỗi tháng được mấy lít xăng. Thế xong rồi vợ cùng chồng cùng díu dít với nhau, sáng đi cùng. Thật ra cứ nghĩ đi, vợ tưởng là xui dại chứ còn thì đấy, mà thấy được thì cũng tốt. Thật ra tuổi mình 40 mấy rồi, mình biết là làm hồ đến bao giờ. Cái phụ hồ nó phù hợp với tuổi thanh niên. Thôi các em, các cháu nó chạy huỳnh huỵch từ tầng 1 lên tầng 3. Có phải ở chỗ nào xây dựng cũng có máy cẩu với máy xúc đâu, đúng không? Nhiều khi là công trình còn là bằng thủ công hết. Ôi rồi cũng cảm ơn. Nếu mà có cái này là thứ hai nữa là cái làm bà tiền bà, các bà xài giữ xong cái bà không ưng bà cấm chuyển bà, cái nói tới luôn là cuối cùng mình không đồng bà trong túi nào là mình thua. Tức là khi mình đi làm y phụ thuộc gì đó, tức là từ trước đến giờ mình đi làm mình đưa tiền cho bà đúng không? Đúng rồi, đưa tiền cho bà. Thế xong bà cứ muốn tiêu gì thì bà ấy tiêu. Bà nó là ý của một tình bà một tính, khó rồi đó. Lương của mình đưa hết không giữ một đồng nào cho bản thân à? Không giữ, rày mà giữ thì buồn mất rồi, mà chưa đưa rồi thì bán, như đóng túi bà có 40 triệu, còn mình đi làm chương trình trả được đồng nào, ít tiền về bà nhủ tháng phải đóng 500 ngàn với cho vô nhà ngủ, không đến đuổi phòng trọ. Ồ thế hả? Mà giữ vậy hả? không phải đơn giản, nên đóng đến 5 triệu đó là đóng có đó hơn hay là trả phòng trọ tháng có triệu thì hơn, nhưng mà có hai đứa con nhỏ nữa, cũng nhớ nó nữa, phải về thăm nó. Cái nhà ấy là nhà của bà ấy làm nên hay là nhà của nhà hai chồng? Vợ chồng làm ra. Thế xong ông bà ấy đuổi mình cũng đi hả? Thì bà đi, bà quăng quần quăng áo qua sân rồi bà đóng cửa chốt ở trong, không chỗ ở trong nhà, thì bà vừa nói vừa chửi vừa quăng đồ gì đó. Mình chỉ vì là không đóng, chịu nghe đó. Lời đi cạo mủ cao su hay là còn có vì cái lỗi gì nữa không? Có nhậu lời, không? Cùng lời cũng có nhậu, cũng có ít nhiều. Chứ có chửi đánh gì bà ấy không? Không, có chửi thì bà nó không có chửi mấy, nhưng mà nay bà nó cũng bên vợ thì nó anh em bên dòng họ thì nhiều khi cứ đê đánh chồng, nó cứ nói mày có làm chuyện gì là tao điện nó sang đánh vợ cái hù gì đó đâu. Mình dám nói gì đâu. Tại bên kia là bên nó cũng có đồng ra đồng vô, và bên mình thì hoàn cảnh khó khăn đó. Thấy mình yếu vía quá. Rồi thôi, thật ra thế này chết mà đi cũng không biết làm sao đấy. Chết thì không chết được, mình bây giờ 40 mấy tuổi rồi, chết làm sao được. Chứ không có tiền mới chết, chứ còn thì còn sức khỏe còn lao động thì được. Em phải tìm lại cái nguyên nhân chính ý. Chứ không thể có người phụ nữ nào mà lại lột hết tiền của chồng xong rồi đánh để đuổi ra rồi lại đưa 500 ngàn để cho vào nhà như thế đâu. Mình xem không, 5 triệu á, một tháng đóng 5 triệu vào đó cho vợ. 500 là trong cái cảo chung thôi, cho tiền tiêu vặt 500 đến 1 triệu thôi. Là quy luật như vậy thôi. Tiền bán ấy, gom tiền cục gì đó. Tức là bà ấy nói rằng là mỗi tháng ông phải mang về đây 5 triệu, vừa là ông ăn ở này cộng với việc còn nuôi con nữa. Đúng chứ rồi, không phải là nộp nghe có phải. Mà cái đó là ly thân đấy nha, chứ được ở chung nhau đó, là mình ở đòi thôi. Ly thân thì nhà nó rộng thì mình cứ ở phòng của mình hoặc ở một góc, hoặc là bí quá mà bà không cho ngủ chung thì mua cái đệm mình ở một góc, chứ việc gì phải đi ở trọ thì cho nó. Dạ, ý là đóng 5 triệu thì cho ngủ đó, ngủ trong nhà đó, đóng thì góc tổ đó. Thôi. Cái đường nào đấy? Bỏ biết chưa bỏ.
anh nghĩ rằng này thôi cứ chịu khó, vì cô ấy cũng hướng dẫn cho mình đi làm cùng với cô cho nó vui mà, nghĩa là cũng thích gần chồng, chứ còn cái loại mà vợ bà không thích ấy mà, thì đi làm đâu cho nó khuất mắt. Đây lại muốn là đi cùng một chỗ để được vợ chồng cùng nhau. Tất nhiên là ở thì rồi mình đi xây ấy, đi phụ hồ thì mình có 7 triệu mình nộp năm, mình còn được 1-2 triệu mình tiêu ở ngoài, chứ đi cạo mũ cao su cùng với cô là cô lĩnh lương luôn hộ mình ấy. Có quản lý luôn, cuối cùng mình nói mình sẽ không có một đồng nào đâu. Thế thôi, khổ lắm. Hôm nào được ngày nghỉ, ngày ghét xong có ai ta thuê mướn làm gì, làm tí rồi có đồng tiền ra đồng tiền vào thôi. Thôi chung sống, người ta còn chung sống với lũ, chung sống với dịch Covid. Đây cái bà vợ đã ở với nhau rồi, cũng có 2 đứa con rồi, chắc cũng không kinh khủng như Covid đâu, đúng không? Thế thì cố chung sống, mình lựa đi những cái điều cô ấy nói, nếu mình thấy nó hợp lý thì cũng cứ thì nghe cô ấy đi. Cô ấy nghe có vẻ cô cũng tháo vát, cũng tính toán. Mình thì chỉ được cái là hiền lành chân thật thôi, chứ còn mình cũng không phải là cái người mà vạch ra những đường hướng này khác trong gia đình, đúng không? Thế cho nên cô với thống trị được mình, cô với quản lý là không mang tiền về thì không cho vào nhà rồi thế nọ thế kia. Rồi, vừa rồi cô đã điển tháo người bên anh em vợ sang kia bằng mồm á, kia đất, kia nhà gì đó bằng mồm. Kia mà đưa nhà làm 400 triệu kia cho người 100 triệu, nói nhủ ra không có, đưa cho 100. Tức là làm sao? Tức là mình... ý là bên vợ nó thấy mình bèo quá, nó điển bên vợ sang kia tài sản á, kia bằng mồm á. Bên nhà vợ thấy mình nghèo quá đúng không? Đúng rồi, nghèo quá rồi là vợ điển bên là vợ sang họp gia đình rồi bắt đầu là chia. À, tức là gia đình bên ấy cũng thấy thương là cô là con gái, thế nhưng mà vợ chồng thì cũng là khó khăn, thành ra bên vợ cũng có hỗ trợ một ít đúng không? Yeah. Thôi cái đấy mình nó như một cái lộc cái lá, mình cũng chẳng trông cậy gì vào đấy, và cũng chẳng phải là sống đời sống kiếp được có tiền tỷ mà rồi không biết giữ gìn rồi ăn là nó cũng hết thôi, chứ 100-200 là tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống mà nó cũng thổi nó cũng bung đi hết thôi. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe mà đi làm mà ăn thôi. Thì nếu mà vợ không quá dữ dằn thì nộp một ít, còn giữ được một chút thì thôi, thỉnh thoảng có đồng ra đồng vào hớp chè hớp cà phê với có bạn có bè. Thế là nhà mình có ở đấy không, bên nội bên nước anh em? Bên nội anh em họ thôi, còn ông nội người ngoài Nghệ An, anh em ngoài Nghệ An rồi. Đây là anh em họ ở trong này cũng có. À, tức là mình thì ở Nghệ An xong vào trong đấy rồi làm rồi gặp cô rồi là xây dựng gia đình đúng không? Thôi không sao đâu, chung sống được, anh nghĩ là cũng không đến nỗi gì. Cô ấy nếu bây giờ bảo thôi chấp nhận, thế tao đi với má mày, má mày đi đâu tao đi đấy, có 7 triệu má mày cầm hết, miễn là đừng để tao chết đói là được. Mình cứ nói thế. Đói thì không chết đâu, nhưng mà làm khổ mình, cái lương tâm mình cũng chán lắm. Thôi. Chán mà đi về dần dần là cứ lừ lừ, đi qua lại là cứ ném đồ, kém đồ rồi cứ chửi cho mình bỏ đi gì đó. Thì lương tâm muốn bỏ đi gì đó. Thôi không. Nó hết ý cầm hết duyên rồi đó. Bây giờ mình sẽ hỏi là thế tóm lại thì bây giờ bà muốn gì, cô muốn gì, hay là em muốn anh phải sống thế nào? Anh sẽ quyết định là theo em rồi đấy, đi cạo mũ từ mai đi, từ hay là từ đầu tháng này sẽ đi cạo mũ. Thế bây giờ em còn muốn gì nữa không? Đấy, thế rồi là mình cũng cứ nhún nhường rồi mình xuống thang đi. Vợ nó dỗi nó không nói thì mình cứ xông vào mình nói trước. Nhà thì cứ xông vào mà quét, rồi cơm thì cứ phải ăn. Thì bảo con là nấu cả ba ăn với. Tiền ba nấu nộp hết cho mẹ rồi. Nấu cơm ra thì mình ra ngồi trong mâm thì nó buồn trốn. Mà mình đi phát thì nó ra. Có chịu lắm thì mình cứ gọi mình ăn, chắc chắn là có một cái gì đấy nó mâu thuẫn mức độ mà không thèm nhìn mặt nhau nữa. Chứ không chỉ là cái chuyện là đi làm một bài về nhà thấy còn bị thêm nữa, kinh bệnh nữa, khổ thế. Sợ nhất là cô có bao giờ cô coi thường mình, cô chê mình, cô bảo là đần rồi ngu rồi là dốt rồi bằng người ta thì người ta cũng có, không được như người ta thì chắc có. Đấy, chồng người ta. Nhưng mà cũng làm thu nhập tháng cũng được 10 triệu, 7, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu cũng có. Đâu đần đâu làm nó tiền mà đâu phải lần ngồi chơi đâu. Đấy, thế nhưng mà thôi vớ phải cái người người ta tham. Thôi bây giờ lựa đi, cố gắng đi, mình cũng vì con. Còn nếu mà cảm thấy mà bị đánh đập nọ kia, hoặc là mà bên nhà ngoại là túm vào quây muốn hát hủi mình, muốn đẩy mình đi để làm việc này việc khác ấy, thì lúc ấy mình cân nhắc. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn cảm của anh Đinh Đoàn. Đoàn với cảm ơn chuyên gia nhé. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh, gia đình anh sẽ đầm ấm và hạnh phúc hơn anh nhé.